Quý hóa quá, đang khát. Ôi giời ơi, trời ơi, nhầm rồi, đây cái điếu cơ mà. Ôi giời, sao thế, nói đúng thế ạ? À? Sao lại không nói là không nói thế nào? Con gái anh đang ngồi trước mặt anh đây này. Có lẽ 9 phương trời, có lẽ 10 vương Phật, có lẽ chư Phật 10 phương á. Vong nào hồn nào ở đây á, thì đi đi, ở đây đói lắm, kém lắm. Thổ công thổ địa gì cúng bái rồi mà chả chịu phù hộ gì hết cả. Ý, tắt lên chứ. Trời ơi, sáng ra bà đốt cái gì mà khói cả lòng cả xóm lên thế? Tao đốt vía mày đấy. Ê, ê, ê. Bà, sao lại tự nhiên đốt vía cháu? Từ ngày mày đến cái xóm trọ này á, đi ăn đủ đường. Này, một mình cháu đóng gấp đôi tiền nhà xóm mọi người. Bà đỏ chứ đen cái gì mà đen. Tao không nói chuyện với mày nữa. Hôm nữa, sáng ra đã hãm. Đúng là năm con trâu khác, đen như trâu. Cả cái cộng đồng mạng nó đang xôn xao lên cái xóm trọ này là cái xóm trọ mắc nhọ. Bây giờ YouTube, TikTok ở đâu người ta cũng bảo rằng là bà chủ đen đủ đường. Mà chả hiểu tại sao bao nhiêu cái ngu lại đổ hết lên đầu mình nhỉ? Đây, ngồi vào đây. Từ từ thôi con. Đây. Con nhìn thấy cái gì đâu? Con thấy làm cái gì đây? Ôi trời ơi, em... Ôi trời ơi, con ơi, thế... Ơ, sao không êm như cái ghế trước kia con? Ôi giời ơi, thầy muốn nhầm vào con rồi đấy, ngứa con đang đau này. Này, mày dẫn ai về xóm thế? Giới thiệu với cô, đây là thầy bú mòi ạ. À. Cái gì ạ à, con? Thầy bói mù, thầy chuyên xem tử vi tướng số và giải đen đấy cô. Cháu đưa thầy về để giải đen cho cả xóm mình ạ. À. Mày nói cái gì á? Đang mù rồi, lại còn đòi xem tướng? Sao có nghe nhầm hay không đây? Thế bà có hiểu cao tay là cái gì không? Tôi rời không cho đôi mắt, nhưng lại cho tôi đôi tay. Mắt tôi không nhìn thấy gì, nhưng tay tôi có thể sờ được mọi thứ. Đây. Ờ thầy, thầy làm cái gì đây? Ôi giời, con để im. Tôi nói cho bà biết đây chắc chắn là cái đầu gối mà còn có sẹo đây này. Đây. Không phải đơn giản đâu nhá. Vỗ tay, đúng là thầy cao tay thật. Thế... Thầy xem hộ con vài quẻ, cái xóm của con nó nhỏ lắm, nó đen đủi lắm thầy ạ. Trời ơi, vừa bước chân vào cái xóm này tôi đã biết rồi. Là cái xóm này là có cái vong rất là to. Nó ám quẻ ở đây nhá. Không được giải sớm nhá. Cái nơi này lụi tàn sớm thôi. Thật thế hả thầy? Ừ. Thế con phải làm thế nào bây giờ ạ? Để thầy nói cho con nghe. Không phải tự dưng là thầy đến đây đâu con ạ. Gặp được nhau nó là cái duyên đấy con ạ. Thế ai cho thầy số mà thầy biết để thầy đến đây chưa ta? Thầy làm gì có số? À, thầy buồn cười nhở? Con gọi thầy mà. Ơ, thì ra con là cái đứa mà tối hôm qua gọi thầy đấy à? Vâng. Ôi trời ơi, sao gọi thì nó sớm sớm một tí. Gọi lúc thầy đi bón táo thế thì vất thầy lắm. À, nhưng mà bón táo là gì thầy? Lúc thầy bị táo nó đang bón. À. Tuổi già rồi con ạ. À. Bây giờ nó vất vả lắm. Cho vào cũng khó. Mà đi ra cũng khó con ạ. À. Bây giờ nó có được rắn chắc như trước đâu. Cứ lỏng la lỏng loẹt ra. Thế thì còn làm ăn gì nữa hả thầy? Ôi giời ơi, sao con lại coi thường thầy thế? Con thử mời thầy cày xem. Thầy cày cho tung xịp luôn, đừng ôi có mà trời ơi. Coi thường thầy. Này, thế rút cuộc thầy đến đây để tán gái hay là giải vong đây? Thầy nói cho con nghe nhá. Thầy đến đây, thầy đã biết là cái tính của con nó sồn sồn như kiểu con trồn nó nằm trên cái đống lá han rồi. Cái gì nó không phải có đầu có đuôi chứ. Thế con hình như là con bắn nước mà con chưa mời thầy chén nước nào mà chưa chi gì đã được. Đòi xem mới sỏ cái gì. Thôi chết, con quên mất. Cô Tuyết đã cho thầy cốc nước. Ừ. Mồm thầy còn đang khô như nắng hạn, không gặp mưa rào đây này. Thầy uống cái gì ạ? Thầy uống sờ tinh con ạ. Dạ đây, sờ tinh của thầy đây ạ. Con mở sẵn cho thầy rồi đấy nhá. Thầy xin, quý hóa quá, đang khát. Ôi giời ơi, trời ơi, nhầm rồi, đây cái điếu cơ mà. Đây, nước ở thầy đây.
Ôi trời ơi, tôi chết rồi. À, sư bố mày cho thầy uống nước điếu à? Kìa, con Linh đó cho mày. Để con, để con. Mày đùa quá mà thôi con ạ. Thầy mà phật lòng thì chết. Thôi qua, có ai cho thầy uống nước điếu bao giờ không? Dạ thôi, thầy thương, có gì thầy bỏ quá cho bọn con ạ. Khó khăn lắm con mới mời được thầy về đây. Thầy bút chút thời gian để xem cho xóm trọ con với ạ. Thầy là thầy lẻ con nắm đấy, chứ không là thầy về lâu rồi. Cô Tuyết, cô xem thế nào đi, nói với thầy một câu. Cô nói mấy câu rồi còn gì? Mà cô cứ thế sao sao ấy, không tin lắm đâu. Này, thầy nói cho con biết nhá, thầy đi xem từ xưa đến giờ nhá, không có ai cái kiểu như con đâu nhá. Không có ai có cái kiểu mà không đặt niềm tin vào thầy như con đâu nhá. Bố láo mặt dạy. Thầy thì chọc cho một... Thầy ơi, nhầm rồi. Mặt con ở đây, kia là cái ghế. Đây, hàng ở đây. Bực mình lắm. Thầy ơi, thầy nguôi xuống. Bọn con người trần mất thịt, có gì thầy thông cảm cho bọn con. Trần mới thịt cái gì? Con có trần chuồng thầy cũng có nhìn thấy gì đâu. Bực mình, không chịu. Đây, để con đặt lễ cho thầy ạ. Thế thì còn tạm được. Mù có nhìn thấy đất rồi. Dạ đây ạ, con gửi lễ thầy ạ. Thế thì còn được chứ. Đây. Sao mỏng thế? Mặt dày. Mày đừng tưởng là mắt thầy không nhìn thấy, nhưng thầy biết tất đấy. Mày nhét tiền vào chỗ mai rùa thì cái mùi nó khó ngửi thế. Mà cái tờ tiền nó mỏng dính chứ. Thầy không lấy cái tờ đấy. Này, có mù thật hay không? Mà cái gì cũng biết hết thế. Cháu đã bảo thầy cao tay rồi, sờ là biết mà lại. Cô đừng nuốt cái tờ kia đây. Tao đổi ý rồi. Mày xem trước đi. Cô lẳng nhằng đấy nhở? Sao không nói từ đầu đi? Xem cháu đây này. À, thầy ơi, thầy. Thầy xem cho con với ạ. Thầy xem cho bao giờ con giàu được ạ. Nhưng mà nó thơm, non hơn, dày hơn. Được rồi, các cụ bảo sởi nở thì trời cho. Thầy sẽ xem cho con hết lòng. Cái về cái trình độ của thầy là thầy chuyên xem chân giò. Thầy ơi, thì xem chân giò thì lại phải thịt gà. Cái con này ngu nó vừa thôi. Thầy chuyên xem chân và giò của người ấy. Con đưa chân đây thầy xem nào. Để thầy xem cho. Sướng đấy. Sướng không con? Thôi làm gì mà mày giật ghê thế con. Cái tính của mày á, thầy sơ qua là thầy đã biết là rất là hay cười. Ô, thầy nói chỉ có chuẩn thôi. Cái con này nó hay cười lắm. Nó đang cười đấy này. Mày không thấy nó đang cười đấy à con? Cái cách xem chân giò là người ta phải sờ từng ngón một. Đầu tiên là thầy sẽ sờ ngón cái. Thầy sờ ngón cái thì thầy thấy con về cái tình cảm thì con rất là thoải mái. Mà thằng nào đến với con là rất thích đạp mái. Thầy sờ thầy cũng muốn được làm vài cái. Sao đấy? Im thế nào? Đến cái ngón chân trỏ của con nó chứng tỏ con là một đứa rất hay đào mỏ. Gặp thầy á, thầy rút súng thầy bắn bỏ ngay, vớ vẩn đào mỏ. Ui, sao thầy nó chuẩn thế nhở? Cái con bé này nó kiếm ở đâu ra ông thầy cao tay thế nhở? Thế này thì bao nhiêu thói hư tật xấu của mình lộ hết à? Sao cái ngón giữa của con là thầy thấy con là người phụ nữ mà cãi chồng là như cơm bữa đấy. Thật thế hả thầy? Mà vớ vẩn là con phải đi thêm vài bước nữa đấy con ạ. Không được rồi. Đi thêm vài bước nữa thì nhớ gọi thầy nhá. Nhưng mà để làm gì ạ? Thì để thầy giải hạn cho chứ làm cái gì. Ôi dồi ôi, cô Tuyết ơi, chết cháu rồi, cháu phải làm nào bây giờ? Cháu mày đáng đời, ai mà cứ phơi phới rồi. Thầy cho tao tí nào. Thầy xem cái ngón áp út của con á, thầy thấy con là một người phụ nữ rất đam mê về ngành mút đấy. Ui, thầy nói chuẩn thế, ngày xưa con thích mút kẹo mút lắm đấy. Ở đây không phải là kẹo mút, mà là con thích mút cắt tút á. Cắt tút là gì thầy?
cắt tút của thằng người yêu con đấy. Thầy ạ, quý sứ, thằng con không xem nữa đâu. Ờ, còn con út. Xem để lộ hết bí mật của con. Rời cái con này. Chả bố đứa nào nó gánh phần con này. Thối hơn cả cốc chết. Mày bố láo. Ôi, cô Tuyết. Máng bổ thầy. Thầy ơi, nhưng mà thầy xem giúp em với. Nhưng mà thối, tao không xem cái chân của mày. Hơn cả cốc chết. Thối á. Nhưng mà thối thật. Chả thế không? Ôi dồi ôi, kinh quá. Ở đây cho con người thấy này. Con kia, im mồm. Thầy không xem chân, thế hay thầy xem tay hay xem mặt cho con cũng được. Cái mồm mày thối thế, mày cứ cho cái mồm mày vào mặt tao. Không xem nữa thì thôi. Dỡ rồi, không thèm xem nữa. Con tưởng thầy thích xem cho những đứa chân thối mới mồm thối như con à? Mày cười cái gì? Đây không thiếu khách nhá. Trời ơi, Lâm Cao. Có chuyện gì đây? Bác. Ông Long về rồi. Ông kiểm chứng hộ tôi cái vụ này cái. Rồi thưa bác Long, đây là thầy bú mồi. Này, tao được bú mày cái nào? Mày vơ vẩn. Đây, cháu đây. Cháu xin lỗi, thầy bói mù bác. Tao thì tặng cho mày một phát bây giờ chứ. Con xin lỗi thầy. Lỗi mới làm gì? Vơ vẩn bú mày cái nào? Thầy bói à? Bói cái gì? Ôi giời, tôi bói hết. Một mình tôi bói tất. Hôm nay bà Tuyết thế nào mời thầy bói về để bú? À, bói gì ở đây? À? Thì đấy, con Phương Linh nó dẫn về. Nghe nói cao tay lắm. Bà nãy bói cho nó đúng phết. Hay là ông thử làm quẻ đi. Thế à? Thầy nói. Ôi giời, tao chọc cho mày phát bây giờ chứ mày nhìn tao có còn thiếu thịt nào không mà mày vỗ mạnh thế. Đây cơ mà. Tình hình là thầy cho con xin con đề. Mày làm thầy hết hồn. Thầy mà biết đề nó về bao nhiêu thì thầy chả phải đi bói dạo này con ạ. Ôi giời, tưởng thế nào? Thế không cho được gì? Không, thầy biết thế nào được đề nó về bao nhiêu. Mà hay xem tướng đi. Được, nhưng mà mù này thì xem nào tướng. Mày lại coi thường thầy rồi. Đâu, mày đưa mặt về đây thầy xem nào. Đây, mặt đây cơ mà. Rồi. Mặt thì béo trục, béo tròn. À. Nốt ruồi giữa mũi lại còn rất to. À. Đêm nằm thì gáy o o. Phải chăng có chuyện sắp to đến rồi? Thế là chuyện gì? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Trùng hợp cái gì? Nó nói nhanh nghe xem nào. Tôi hỏi anh phải nói thật. Thì nói thật. Anh có từng khai thác quặng ở đâu không? Không, đi chạy xe ôm từ bé giờ. Anh đừng có mà cãi. Thật mà. Ý của thầy á là anh có đánh quặng ở đâu không? Dân xe ôm thì... Thế, anh không được cãi. Dạy... Thầy biết rồi thì đừng có nói ra ở đây. Sao lại không nói là không nói thế nào? Con gái anh đang ngồi trước mặt anh đây này. Thì nói cái gì đây? Nó là con gái của anh đây. Ôi dồi ôi, con gái? Bố. Này, ông có nhầm gì không đấy? Hả? Ông nói liên thiên tôi đấm ông vỡ mồm ấy. Con gái nào tôi ở đây? Bừ bẩn. Thầy nói thế nào chứ? Con thì trắng thế này mà ông thì đen như thế kia. Thế thầy hỏi con, trắng trẻo và ngon gái như con, trên người con có chỗ nào đen mới thâm không? Có ạ. À? Thế mới nói là không gì là không thể xảy ra, con hiểu chưa? Thầy sẽ cho mọi người ở đây tâm phục khẩu phục. Thôi được rồi, ông nói đi. Ông mà nói sai á, tôi chốt cho ông phát mồm. Thế tôi hỏi anh nhá. Anh ở bên này. Thế tôi hỏi anh nhá. Thế tôi hỏi anh nhá. Trên phao câu của anh có vết bớt nào hay không? Cái này anh phải nói thật. Chú Long nói đi. Thì... Có. Đây.
Không chỉ mình anh có mà con này cũng có. Sao lại là tôi? À không, con này. Sao thầy lại biết ạ? Thì sao thầy không biết? Không biết thì thầy làm thầy thế nào được? Sao thầy lại biết được nhỉ? Thầy nói cho con biết, cái dòng bớt thâm này chỉ có di truyền mới có thôi. Bác Long, chuyện này là như thế nào? Nếu như vậy thì nguy cơ chuyện nó là sự thật. Thấy chưa? Bác Long, như nào bác nói đi. Thì cũng cách đây hơn 20 năm, bác cũng từng qua đêm ở quê của con. Đấy. Đêm hôm đó bác cùng người phụ nữ ấy. Nói đi. Nhưng bác nhớ rõ là người phụ nữ ấy cũng có cái bớt ở ở phao câu. Đúng. Đấy. Mà là loại bớt thâm cực hiếm, chỉ có di truyền mới có thôi. Trời ơi, sao có thể như thế được ạ? Đúng là dân trường lái mà, bạn đâu lái đấy. Vậy người bố dưới quê của con thì sao ạ? Con có thể gọi điện về dưới quê xem người bố của con có cái bớt thâm ở phao câu hay không thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Để con gọi cho bố con ạ. Con gọi đi. Rồi mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ ngay thôi mà. Alo. Alo bố ạ. Bố cho con hỏi chuyện này được không ạ? Dạ, chuyện này tế nhị lắm ạ. Bố đừng mắng con nhá. Dạ, bố cho con hỏi là ở phao câu của bố có cái bớt nào không ạ? Con hỏi để có chuyện quan trọng ạ. Bố vạch ra xem luôn đi. Hả? Không có ạ. Ông đúng là đồ đều. Thấy chưa? Thầy chưa xem sai bao giờ đâu. Bố. Con. Bố. Bố xin lỗi vì bao nhiêu năm qua bố cũng rất áy náy về cái chuyện này. Không ngờ bố lại gặp con trong cái hoàn cảnh như thế này. Người cần cảm ơn là cảm ơn thầy đây này. Thầy á, là thầy không cần cảm ơn. Cái việc này là việc thầy nên làm. Thầy tích đức cho đời con ạ. Thằng nào người bố dưới quê của con, con xin tiền bố sắm cũng không cho. Bố, bố cho con ôm bố một cái được không ạ? Thầy, con thầy con đã ôm đâu? Sao lại ôm thầy ạ? Thì thầy có công tìm ra bố con thì có nghĩa là thầy là cụ của con rồi, con phải ôm cụ của con trước chứ. Dạ đây được chưa ạ? Ôi trời. Bố. Con. Bố. Con. Con cụ bố. Nữa. Cô. Ơi, đủ rồi. Còn cô nữa. Cô. Cái bà vớ vả vẩn. Kệ bà ta đi. Con, từ giờ bố sẽ bù đắp cho con. Vâng ạ. Con không bù đắp cho cụ à? Thầy cứ yên tâm, rồi bố con sẽ hậu tạ thầy sau ạ. Ôi, thầy ơi, thầy, con cắn rừng con cắn cỏ lại thầy, thầy giúp con với thầy ơi. Đứa nào đây? Thế có chuyện gì nói cho thầy nghe đã xem nào. Thật ra con cũng đang muốn tìm người bố thất lạc của con bấy lâu nay. Thầy giúp con với ạ. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế? Thực ra thầy đi xem bói này, mục đích của thầy cũng là tìm đứa con thất lạc bao lâu nay. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau em nhé. Quên, đưa tay đây nào. Thầy xem cho em nhé. Thế tay nào ạ? Tay phải. Nhưng mà thầy ơi, thầy mù thì nhìn sao được mà xem tay ạ? Thầy chỉ cảm nhận thôi con ạ. Nhưng mà thầy cứ sờ thế, con buồn lắm thầy ạ. Buồn làm chi em ơi, mất cha rồi lại thấy ma. Đúng rồi đấy, thầy giúp cháu nó đi, cháu nó cũng thành tâm lắm. Thầy ơi, thầy tìm bố giúp con với ạ. Thì con đưa tay đây, thầy đang xem thì con lại rụt ngay lại. Đưa tay đây để thầy xem nào.
Theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của thầy, thầy lấy cả đạo đức nghề nghiệp của thầy ra để khẳng định cái vân tay của con này. Ôi giời, cái đường chỉ này nó khẳng định một điều rằng bên ngực trái của con có một cái nốt ruồi. Nốt ruồi son rất to. Ôi giời, sao, sao thầy nói đúng thế ạ? À? Ta chưa xem sai cho ai bao giờ cả. Ta thấy xúc động quá con ạ. Sao thầy lại xúc động ạ? Bao nhiêu năm phiêu bạt giang hồ, đến giờ ta đã tìm được cốt nhục của ta rồi. Chính là con đấy. Sao lại là con? Vì ta cũng có một cái nốt ruồi son bên phải đây này. Đôi đũa lệch mà con. Hả? Sao hôm nay trùng hợp với bố nhở? Thôi chết rồi, chả biết ông nhà tôi có con rơi con vãi ở đâu không nhở. Nhưng mà thầy ơi, chỉ dựa vào mỗi cái nốt ruồi thì làm sao mà khẳng định được con là con của thầy ạ? Đêm hôm qua ta đã được Tào Tháo báo mộng là hôm nay đến cái xóm trọ mắc nhọ này, ta sẽ tìm được đứa con thất lạc bao lâu nay của ta. Ta không ngờ rằng điều đó lại là sự thật. Ta mừng quá. Con! Bố! Con! Con không ngờ lại gặp được bố trong hoàn cảnh như thế này. Con gái ạ, đưa tay đi cho bố. Dạ, bố. Đừng dạy đi con. Bố tuổi cao sức yếu rồi con gái ạ. Mặt còn đây ạ. Bố chỉ muốn đón con về để đoàn tụ cùng bố. Mặt con ở trên này. Bố chỉ muốn được đón con về để đoàn tụ cùng bố thôi. Con đồng ý không? Dạ, vâng ạ. Ôi, bố vui quá. Vỗ tay đi bà. Vỗ tay đi ông. Vỗ tay đi cháu của ông. Ôi vui quá, sao là vui. Nhà trai bên gái ai ấy cũng cười tươi. Nhưng mà thầy tìm được con, sao cứ như tìm được vợ thế? Thì chả tìm được vợ thì còn gì nữa. Này, bố ơi, con thấy có cái gì sai sai ấy nhở? À, mà tao thấy lão có mù đâu. Đúng rồi. Bỏ kính xem nào. Ơi, con kính, kính bố đâu? Kính đâu rồi? Lão Vũ ăn trộm gà cuối phố. Lão khai mau. Lão vào xóm trọ này là định ăn trộm gà đúng không? Không, tôi ý tôi vào là chính để lừa gà thôi. Lừa gà, gà nào? Là con cái à? Ông Long gọi công an phường đến gõ cổ lão lại. Chứ để lão ở đây thì mất hết gà nhà tôi à? Tôi xin bà, tôi vào đây không phải vì ý định như thế đâu. Thế như thế nào lão khai mau? Không, đừng có trách tôi đấy. Chuyện của tôi nó khó nói. Khó không phải nói. Tôi nghe đồn là trong xóm này có nhiều gái xinh, mà tôi bao nhiêu lâu nay rồi không có một mảnh tình nào bắt vai cả. Nên tôi muốn vào đây xem có cua được em nào hay không thôi. Chứ tôi không có ý định trộm cắp gì trong này cả. Ông! Hả? Tình cảm máu mủ mà ông cũng lôi ra làm trò đùa. Ông thật là quá đáng. Ui, cô có sao không? Chị Ngọc Anh, chị quá đáng thế. Cô đứng dậy đi ạ. Ôi đau quá. Mày có con không thì thôi, cụ đi chết đây. Thầy ơi, trước khi thầy chết, thầy trả lời con một câu hỏi đúng không ạ? Hỏi đi. Alo bố ạ. Sao ạ? Bố định đi tự tử ấy ạ? Bố đợi con tí ạ. Thầy trả lời con luôn đi. Chuyện cái bắt là như thế nào? Đấy là cái lỗi nhịn ai chẳng có. Thế còn Băng Long? Bố đèo. Bố ơi, bố vẫn là bố đẻ của con à? Chứ không phải như thế đâu ạ. À, bố đừng đi chết. Bố trên này là bố đẻ của thôi. Bắt con mẹ lại lấy phường. Đúng rồi, bắt lại đây. Đảo bật dậy thế nhở? Dạ chú nhà cháu xin lỗi ạ. Sao để ý vậy chứ? Đây. Chú. Kìa chú.
Chú ơi. Không sao, không sao, không sao. Thôi cháu đi. Kìa. Sao lại cháu? Em thôi. Chứ gọi anh là chú thế thì anh giả mất. Vâng chú. Không. Em cháu anh ạ. Đấy, nó phải như thế chứ. Mà em mới đến phòng trọ đây à? Anh chưa gặp em bao giờ thế. Dạ. Bác Long. Ơi. Bác định làm gì bạn cháu đây? Tao làm gì đâu. Nhìn lươn lẹo lắm. Này, bạn cháu nó còn ngây thơ lắm đấy. Bác đừng có mà vớ vẩn. Khổ quá, tao thấy lạ, tao đứng nói chuyện tí thôi mà. Kìa, hai cái đứa này, không có chuyện gì đâu. Đấy, làm gì có cái chuyện gì, chúng mày cứ vớ vẩn. Tè, tao đi làm ấy. Chào em nhé. Ôi dồi ôi, sao tay lại cầm cái này? Ui, tao vẫn chưa phơi xong đấy. Rồi tao đi phơi nốt. Thế bạn mới à? Lên đây ở có lâu hay không đấy? Ở lâu thì phải đóng thêm tiền phòng, mà còn phải ra bên ngoài công an khai báo tạm trú tạm vắng nữa đấy. Cô ơi, bạn cháu đến đây ở vài ngày thôi mà. Đúng đấy cô ạ, có mấy ngày thôi. Dạ thưa cô, là bây giờ cháu đang tìm phòng, mấy hôm nữa tìm được thì cháu sẽ dọn đi ạ. À thế à? Tao nghe chúng mày nói mấy hôm kiểu này, nó mà thành ra mấy tháng thì chết tao. Gớm, cô không phải lo. Bạn cháu ở lâu khác phải đóng tiền. Mà chú đâu rồi cô? Đi uống nước chè rồi. Vợ ở nhà bán nước thì không uống, cứ đi uống ở đâu ý. Thế cô nhớ phải giữ chú nhá, đừng cho chú lên đây đấy. Chứ bạn cháu thế này, chú lại ấy chết. Tao biết rồi, mày không phải dạy cá tập bơi. Mày nghĩ mày có đủ tư cách để dạy tao giữ chồng à? Thì cháu cứ nói thế. Cái con bé mà ở cùng với cả mấy đứa này này, nó là như thế nào đấy? Lại con bé. Bạn, bạn đến chơi, ở lại vài hôm. Mất tên là gì ấy nhỉ? Ai mà biết được. Mà tôi thấy con bé nó cũng cao ráo xinh xắn đấy. Không biết hôm nay chúng nó đi đâu hết nhỉ? Nó chả hiểu ông quan tâm đến mấy đứa đấy để làm cái gì. Thế không đi làm à? Tôi đi bây giờ đấy. Mà thôi ông đừng đi nữa. Trông quán cho tôi đi có tí việc tí nhá. Sợ thế. Trông đi. Có tí nhá. Này. Cái bà này buồn cười thôi. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên. Thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ. Nhỏ ơi, lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa. Do sâu. Chơi đàn à? Anh cũng gọi là biết chút chút thôi. Em cũng thích lắm ạ. Hay là em hát đi, anh đàn cho. Thôi, em không biết hát đâu. Hay là chú hát cho em nghe đi. Sao lại chú? Thế thì anh hát cho em nghe nha. Thôi được rồi, anh sẽ tặng em một bài nhá. Ngày xưa ai láng ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn. Đến nơi rồi đấy em. Em cảm ơn nhá. Thế hết bao nhiêu tiền em gửi ạ? Tiền nông gì. Thôi đi vào học đi. Có gì chiều học xong alo cho anh hãy qua anh đón nhá. Ui, phút đầu tiên mà anh không lấy tiền là đen cả ngày đấy. Ôi rồi anh biệt danh Long Đen rồi. Nó đen thêm tí nữa chả sao cả. Thế thôi em cảm ơn, em đi vào học nhá. Bye bye. Mình thì đen rồi.
mà nhìn em ấy trắng thế kia, chắc là đời con mình nó sẽ nhờ nhờ chứ nó không đèn giống mình. Thôi đi làm cái đã. Ui, thật hả? Ui, chồng ba tận tay dây tận chán luôn. Cái lão Long này mấy lão chồng tao là hay đi cùng nhau lắm đấy. Cháu nghĩ cô với kia xích cổ chồng cô lại, không phải mất chồng đây. Xóm này một con rời đánh thì tao đã thấy khổ rồi. Thế thôi mày trông quán hộ tao thì nhá, tao đi mua xích kìa đã. Ok, cô đi đi nhá. Mà này, 5.000 tiền nước nhớ thu nhá. Vâng, cháu biết rồi. Hẹn chiều này mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lặng thinh. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em ra chưa? Nhanh nhanh nhá, anh đợi cổng đây rồi. Ê này, xe ôm không? Xe ôm á? Ừ, đi chở. Đã bị dở hơi à? Tôi có xe này, xe ôm cái gì không? Ai chả biết là có Eto. Thế nhưng mà có biết là đi xe ôm đổi gió. Đã bao giờ ngồi xe máy sờ đùi gái chưa? Cái trò đấy xưa rồi. Bây giờ con gái ấy, nó thích đi SH cơ. Cái xe ghẻ này á, ai đi? Đẳng cấp bây giờ ấy, phải đi ô tô này, bốn bánh ấy. Tình vi. Đẳng cấp là phải lái xe hai bánh. Như bốn bánh kia ai chả đi được, mà nó có đổ được đâu. Ông lẳng nhẳng quá, tập trung mà bắt khách kìa. Hôm nay đây không cần khách, hiểu không? Hôm nay đang vui, từ sáng đến giờ giảm 50% cho các khách đi xe ôm rồi. Đấy. Thôi, ông cứ đứng đấy mà đợi. Tôi đi đón người yêu đây. Anh. Em. Anh đợi em lâu chưa? Anh đây đứng đợi từ chiều. Sướng nhất là đợi người yêu em ạ. À. Mình lên xe. À. Hả? Thế em thích ăn gì? Em ăn gì cũng được. Thế cơm rang nhá. Không, khô lắm. Thế thì ăn phở. Không, nhiều nước quá. Thế thì em thích ăn gì? Em ăn gì cũng được. Thế thì ăn chim cút với cả xôi xéo nhá. Ngon không anh? Ngon như anh. Thế đi thôi. Đi. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Em thấy cái áo này có đẹp không? Em thích lắm ạ. Nè, bây giờ anh bảo này, xuống dưới này, anh em mình làm vài chén rượu cho ấm bụng. Thôi, em không uống được rượu đâu. Anh cho em về đi. Thôi nào, chiều anh đi. Anh làm gì đấy? Anh muốn đêm nay em là của anh. Bỏ tay ạ. Ơ, cái con danh này. Mày tát ai? Thằng chó, mày định làm gì tao? Con chó này. Mày làm gì đấy hả? À, thằng già xe ôm nhá. Mày nghĩ mày có ô tô mà mày tin được á? Mày tin tao tảng nhưng mày không trượt con nào. Đó. Biến. Được chưa? Mày nhớ mặt tao chưa? Cho em đi rượu. Con gái con đứa, uống cái gì mà uống? Nào, vô. Thằng đó là như thế nào nghe? Chả là gì cả.
mới gặp lần đầu. Uống đi này. Vậy mai có cần anh phải đưa đi nữa không? Chắc là sẽ có một người khác đưa đón em. Này, em xin lỗi nhá. Vì chuyện gì? Vì tất cả. Uống đi. Sớm rồi ra gõ cửa mạnh ấy. Hôm qua anh bảo là hôm nay gọi em dậy sớm rồi đưa em đi học. Bây giờ chưa trời chưa chặt ra rồi, học hành gì nữa. Ơ thế à? Hôm qua mình nói thế nào nhỉ? Chết. Hôm qua uống rượu nhiều quá, về anh ngủ quên mất. Thế là làm nào rồi? Em không biết đâu đấy nhá. Thôi bây giờ như thế này, đằng nào thì cũng trưa rồi, em cũng không đi học được nữa. Để anh chạy ù ra chợ anh kiếm cái gì ấy về nấu cơm trưa. Mời em thì coi như là cái lời xin lỗi hôm nay không kịp gọi em nhá. Em là em không biết đâu nhá. Em bắt đền anh đấy. Thôi được rồi, anh xin lỗi được chưa? Hôm qua về chưa tắm đúng không? Đi vào tắm ngay khẩn trương, xong rồi đợi anh đi chợ về nấu cơm. Thôi em đi vào tắm đây. Cười chế cho tình đó như là gió với trăng. Thế sao riêng mình không thành như bao cô nàng thân tình, nàng khóc một mình. Ở đây không khí trong lành quá, thích thật đấy. Thế sau muốn đi chơi đâu cứ bảo anh, chỉ cần em thích thôi, muốn đi đâu cũng được. Dạ vâng, thế thì thích quá. Alo, anh đến rồi, em ra đi. Mở bia của tôi đây. Mà lão hôm nay không đi làm à? Sao mặt buồn thế? Không có khách à? Chưa lâu à? Chưa đề à? Này, làm sao thế? Sao hôm nay bà nắm chuyện đấy nhở? Thì người ta quan tâm thì người ta mới hỏi gì mà căng. Này, thế em Hoài đâu? Không biết. Này, lão thất tình phải không? Tình vào vợ. Thì thôi không nói nữa. Mà thất tình thì thất tình, uống bia nhớ phải trả tiền nhá. Biết rồi. Lắm mồm thế. Bác Long. Dạ. Bác Long ơi, sao bác buồn thế? Cái con kia. Bác nào mà bác? Phải là anh Nhong ơi. Chúng mày nín đi. Lắm chuyện qua thể. Uống gốc bia của ngọt. Ủa, mà Hoài bạn cháu đâu bác? Đúng rồi, nó đi đâu rồi à? Tao biết làm sao được. Bác không biết thì ai biết. Mấy hôm nay dính với nhau như Sam lại còn. À, hay lại có biến à? Đúng rồi, chắc lại có biến rồi mà. Sao hôm nay chúng mày lắm chuyện thế nhở? Hả? Không có việc gì làm à? Hả? Thì rảnh rỗi sinh nông nổi, đã bao giờ bớt lắm chuyện đâu. Bác cứ làm như lạ lắm ý. Đúng là cái lũ nhãn cư vi bất thiện. Ô, hai cái bọn này cứ trêu ông đấy. Thế mà ông Long có chuyện gì? Ông nói ra xem nào. Làm gì có chuyện gì?
tọc mạch. Cháu nghi lắm. Hay là bác làm gì nó rồi, nó giận dỗi đúng không? Đúng rồi đấy bác. Bác mà lỡ làm gì nó giận thì bác lựa lựa mà xin lỗi nó đi. Sao chúng mày hôm nay lắm chuyện nhỉ? Tao mệt với chúng mày quá. Ơ, à, thế không trả tiền bia à? Mai trả. Chuyển đi đấy à? Ừ, tao phải chuyển đi thôi. Ở đây nhiều cái nó cũng không tiện. Vậy khi nào tìm được nhà thì nhớ báo với bọn tao với nhá, để bọn tao qua chơi. À này, tao có chuyện muốn nhờ hai đứa. Chuyện gì đấy? Mày chuyển cái này cho anh Long giúp tao và bảo với anh ấy là tao xin lỗi. Thế sao mày không nói thẳng với bác ấy? Tao nghĩ là tao không nên gặp lại anh ấy nữa thì tốt hơn. Thôi, hai đứa mày ở lại nhá. Tao đi đây. Mày đi mình khỏe nhá. Nhớ giữ liên lạc với bọn tao đấy. Bà ngứa mồm với dạo ấy. Tao Long, con Long. Thế nào lại còn chúng mày nữa? Làm gì nóng thế? Mà bác có gặp cái Hoài không? Cái Hoài thì liên quan gì đến tao? Dạ, cái Hoài nhờ cháu đưa cái cho bác ạ. Và nó cũng muốn gửi lời xin lỗi bác. Đây, cái tay ra. Đây. Đây, anh cho. Ra đường từ sau đổ tóc gọn gàng vào nhá. Đẹp thế, anh cảm ơn nhá. Xin chào anh. Đấy, thế có phải là đổ tóc nó gọn gàng hơn không? Long mà cũng biết yêu. Cô, bố đi viện à? Lâu chưa mẹ? Vâng, con biết rồi ạ. Khoảng 200 triệu ạ. Anh có giúp được em không? Được, anh có thể giúp được em. Thế nhưng anh sẽ nhận lại được điều gì? Điều gì ạ? Anh muốn gì cũng được. Đường về quê em thế nào nó gặp cảnh khó đi thế. Thế này thì về sau lấy chồng đại gia, ô tô nó vào thế nào được mà đón dâu hả em? Ơ, cái này dễ thế mà chú cũng không nghĩ ra. Bảo nó làm đường là đi được vào ngay thôi chứ sao nữa. Ờ nhở, chồng thế mà thông minh đâu đấy. Ơ, cà phê về làng à? Chú dừng lại em, chú dừng lại. Này con kia, mày nói ai con cà phê đấy?
Bao nhiêu năm rồi mày không bỏ được cái thói ghen ăn tức ở đi à? Ô hay, tao nói mây nói gió nói chó thì mày đâu? Này, ở đây có mày, có tao, có ông này. Mày không nói tao, chả nghe nói ông này. Mày có tin tao trời mua hiểu mặt mày không? Ê, mua của chú. Mua còn kiếm ăn. Không cho mượn thì thôi. Mày giỏi mày xuống đây. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Mày đừng tưởng mày lên thành phố ăn sung mặc sướng mà mày tinh tướng nhá. À con này mày giỏi. Mày đừng tưởng mày nhà quê mà mày ghê nhá. Mày đâu đấy? Mày ném tao á? Mày đừng có. Ôi giời. Con này mày chết này. À. Mày cú đấm ăn xôi à? Mày cú đấm ăn xôi à? Ôi giời. Mày giỏi lắm. Thôi. Bảo tôi là thôi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, chú ơi. Cẩn thận chứ. Ôi bảo đi về. Mày. Từ từ đi, vô đi về. Nhanh, khẩn trương. Mày chưa xong với tao rồi. Nhanh. Ủa bà. Tưởng thế nào? Mày vẫn chưa xong với bà đâu nhá. Ô Lu à. Ô lại một đi. Ôi. Bố ơi, con về rồi. Trời ơi, bà về rồi. À, con. Dạ vâng ạ. Mà sao mày về không bảo bố trước? À, con có chút việc ở gần đây nên tiện thể ghé qua nhà thăm bố. Lâu rồi con không về ạ. À thế à? Cháu chào chú ạ. Chú chào bác. Mày này. Đây là ai đấy? Dạ giới thiệu với bố. Đây là người yêu mày đúng không? Sao già thế? Bố á, bố cứ trêu con. Đây là chú xe ôm. Xe ôm à? Bao tiền tôi gửi ấy. Thôi bố ơi, để con gửi cho chú cho ạ. Mày cứ để im để bố gửi. Thôi để con. Thôi, còn mấy đồng thì lừa tao đi mua rượu hết này. Hay mày gửi hộ bố đi, bố gửi lại nhá. Bố á, bố cũng chẳng bỏ được rượu đi. Suốt ngày say thôi. À, mà con quên mất giới thiệu với bố. Đây ngoài là chú xe ôm thì chú còn là người yêu mày đúng không? Sao mày không nói ngay từ đầu, tao đã đoán được rồi. Không phải, còn chưa nói xong bố cứ sồn lên. Tao sồn mãi mày không biết đến tao hả? Dạ chú còn ở cùng với dãy trọ con ở trên thành phố bố ạ. Ôi trời ơi, mày đã ngủ với nhau chưa? À, bố làm sao thế nhở? Con nói bố chẳng nghe, cứ nói kiểu gì con không ở nhà đâu, con đi đây. Bố nói chùa nữa thôi, thằng này tuổi gì ăn con bố. À, chú ơi cho cháu hỏi là năm nay chú bao từ nhiêu tuổi ạ? À, nhờ phúc phận của các ô năm nay tôi ngót nghét 49. À, cháu 53. Hả? Chú kém cháu 4 tuổi ấy. À, đù. Nụ. Lấy tiền nào mình nó nào đuổi lại đi. 49 triệu qua mà 53 đã tới. Mày định hiệu họa về nhà đấy hả con? Kìa bố. Ông định rủa ai đấy? Rủa ai? Còn rủa ai vào đây nữa? Bố bất lịch sự thế nhở? Khách người ta đến nhà, bố lại cứ đuổi người ta đi. Mày định tóc ngắn về cắn gà nhà đấy à? Kìa bố. Này, tôi bảo này. Cháu tuổi thân. À, tuổi thân à? 53 tuổi nhưng thân. Nhưng mà nhìn nó giống con thân đâu, giống con trâu thì đúng hơn. À đủ. Mà hỏi thật này, đầu năm đã cúng giải hạn chưa? Chưa biết thằng nào phải cúng giải hạn đâu nhá. Đây qua 49 rồi, ông chưa qua đâu, hiểu không? Đây 53 rồi mà. Này, đừng có to mồm, vẫn chưa hết năm đâu nhá. Cẩn thận tí nữa đi về á, ô tô đâm rồi, máu mồm lắm á. Bố á, bố cứ gở mồm thế. Chú ấy là dân lái xe. Chưa biết thằng nào méo mồm đâu. À, con chó này mất ra nhá. Mày tin con chó lại múc bố mồm mày không? Bố ơi, con mệt quá. Thôi con đi đây, con không ở nhà nữa đâu. Thôi. Bố chơi không? Thế này, biết uống rượu không? Biết. Biết gì? Con khá quá nhờ. Thế thì vào nhà đập ống nước chè nhờ. Hỏi người ta biết uống rượu hay không, xong bắt đầu lại mời uống nước chè là thế nào? Hả? Lái xe bia rượu cái gì? Dạ, nhưng ông bán lại phạt nó méo hết, mồm lại đổi tạ số. Chưa biết thằng nào méo mồm. Á đù, mày vẫn là thích hiện tao đấy à? Kìa bố. Đi vào nữa. Chú ơi, thôi có gì chú thông cảm cho bố em, chú vào nhà uống nước ạ. Thôi được rồi, không sao đâu. Mà này, chú hỏi thật nhá. Dạ.
Nhìn ông già em thế kia mà sao mồm em không bị méo nhỉ? Chú ạ, thì em được cái giống mẹ. Con chó này. Mày láo khịa à, con gái ông à? Mùa hoa mùa bẩn. Kìa bố, sao khách đến nhà bố không mời người ta vào nhà uống nước, lại ngồi đây thế này? Ngồi đây cho nó mát, vào nhà ăn đi. Thôi được rồi mà em, không sao đâu, ngồi đâu cũng được cơ mà. À, uống đi. Vâng, tôi xin. Cạch em nhờ. Hả? À, mà rượu đếch là một cạch. À, nhờ. Dạ. Uống nhá. Ừ. Chè chứ không phải rượu đâu mà à. Ờ, quen mồm. Thế bố không rót cho con với à? Thì mày có uống được chè đâu mà bố rót. À quên, con chỉ uống được rượu thôi, không uống được chè bố ạ. Ô, con này, ai cho mày uống rượu ấy, mà mày uống rượu được bao giờ? Thì con là con gái rượu của bố, thì con phải biết uống rượu chứ. Con này khá nhờ, giống bố đấy, bố thích. À, nhưng mà con vẫn có một cái khác bố ấy. Cái gì nhỉ? Thì... Á đù, thằng này, đưa tao mượn em điếu. À, nhận nhận, ông, mặt tôi mượn em điếu, phải chết con này. Ơ, kiểu bố, con chỉ trêu thế thôi mà. Mày trêu gì mà trêu, mày biết bao nhiêu thằng trêu tao vì này nhá, mà tao cho xanh cỏ hết rồi đấy. Mà tôi nói cho ông cả mày biết nhá. Không phải tự nhiên thế này mà có đâu. Trước ấy, bố cũng trêu một thằng méo mồm, thế là lấm vô phát, thành ra như này đấy. Mà còn ông nữa. Hả? Trêu ít thôi, không lại méo mồm đấy. Biết rồi. Đây điếu đây làm hơi cho ngọt ngọt. Ngươi đây. Mà sao cái điếu này lỗ nó tròn đấy nhở? Tôi tưởng mồm méo thế kia thì cái này nó cũng phải méo chứ. Không hút nó thoát hết hơi thì hút thế nào được. Lạ là hút méo mồm thôi đúng không hả? À, không không. Đây cho xin chén nước. To đầu rồi, ở những thức hành tả khịa. Có khi chưa qua rồi, tuổi 53 rồi. Mà con này. Dạ. Hôm nay mày về đây làm gì ấy? À, hôm nay con dẫn chú này về để tìm gái ở bên làng bên ạ. Mày dẫn lão đi tìm gái á? Vâng. Muôn người à? Con ơi à, con ơi. Sao mày lại làm cái nghề thất đức đấy hả con? Kìa bố, bố hiểu nhầm rồi. Ý con không phải là như thế. Đúng là... Kìa em, không có chuyện gì đâu. Hay ông định về quê để săn gái quê đấy. Nhìn cái mặt này không tin được đâu nhá. Mà con này, mày mà giấu tao chuyện gì nhá, tao đánh nó đuốc xác, nghe chưa? Kìa bố, con là con gái bố, bố phải tin con chứ. Bố thì bố tin mày rồi. Nhưng mà con hắn ấy, không tin được đâu. Rồi. Mà mày, công việc ở trên thành phố thế nào rồi? Thì công việc của con ở trên đó vẫn ổn ạ. Ổn thật không? Thật mà, con dối bố làm gì đâu. Hàng tháng con vẫn gửi tiền về đầy đủ cho bố mẹ còn gì. Không ổn thì làm sao mà con gửi về được. Ừ thì vẫn biết thế. Nhưng mà tiền nó không quan trọng đâu. Quan trọng ấy là bố muốn biết mày đang làm công việc gì. Thực ra là công việc của con bố cũng không hiểu được đâu. Nên thôi bố không cần biết đâu ạ. Ừ, con này. Ông anh không phải lo. Tôi ở cùng em nó mãi tôi biết mà. Ông cái liệu hồn ấy. Hôm nào đích thân tôi lên kiểm tra. Thôi, bố lên thành phố làm gì? Trên đấy nhiều cái phức tạp lắm bố ạ. Ờ, con này, phức tạp bạo lên. Mày tấm được tao à? Thôi con kệ bố đấy, con đi vào nhà thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn đi ạ. Ờ, thay quần áo đi, xong mình xuống vườn gà vịt đấy, thích ăn gì mà đi, nhá. Có cả gà. Ủa rồi, thiếu gì. Thế thì phải làm chén rượu nhá. Này nhá, không có rượu bia gì hết. Không muốn là không muốn. Thôi, gớm sống thật với bản chất đi, nghiện lại còn ngại. Bé bé thôi, không nữa. Con bé mới ảo bản, ôi ấm đấy, không được uống đâu. Có mấy bình nó sâu hết rồi. Uống uống tặng trẻ lại. Thế gì? Ngồi thế này, hay lại nhớ em hoài à?
Em hỏi ngay làng bên kìa, có gì em dẫn chú sang. Thật sự chú cũng không hiểu tại sao Hoài lại bỏ về quê như vậy. Thì mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà. Chắc Hoài cũng có chuyện thôi. Đúng là con gái, không biết thế nào một lần. Em bảo chú này, chắc là em sẽ ở lại chơi một hôm nữa với bố mẹ, vì cũng lâu rồi không về. Thế chú lại phải uống rượu với bố em nữa à? Thì uống rượu cũng được chứ sao. Chú ở trên đấy một mình, về đây còn được hàn huyên với bố em, thích quá còn gì nữa. Thôi được rồi, thêm hôm nữa chắc cũng không sao. Có gì mai em dẫn chú sang tìm Hoài nhá. Ê, bác Sơn, bác Sơn, đứng lại cho nhập đi. Đâu mày á, Ôi, ôi, ra ngoài này tí nhá. Nào không làm đứa đang đẩn, đi đâu mà đi. Cho bà cái này, cho bà cái này hay lắm. Thế mày bảo tao cái gì? Cái nụ nó về phải không bác? Đúng rồi, nhưng mà sao mày biết? Ui dồi ôi, cháu còn biết nhiều thứ hơn thế cơ. Nhiều thứ hơn thế á? Vâng. Nhiều thứ gì? Mày kể tao nghe xem nào. Thế bác có biết nó làm gì trên thành phố không? Tao không biết. Nó làm cái đấy. Ô, con này lừng ta thì mày cũng đã bổ cái vào đầu. Vô ba vô vẩn. Thế cháu hỏi bác nhá. Bây giờ đang Covid như thế này, nhà nhà thất nghiệp, người người thất nghiệp. Thế bác hỏi xem, tại sao nó vẫn có tiền gửi về cho bác? Nhờ, mày nói tao mới để ý. Tao hỏi nó chưa bao giờ nói làm cái gì. Mà sao mày biết đấy? Ôi giời ơi, bác ơi, bác không dùng Facebook nhá. Bác về bác lên Facebook mà xem, lên trên mạng đấy. Nhá, bao nhiêu là ảnh này khuế ngực này, khuế đùi này. Trời ơi, hở hết. Mà lại còn nhá, suốt ngày tuyển mấy cái em á, gái quê chân dài. Ôi, có thật không? Thật. Kheo còn lên tú bà rồi ý, bác ạ. Tú bà rồi á? Vâng. Ôi trời ơi, hỏng chết rồi. Thảo nào nó lại đưa cái lão sông xôn về tìm gái quê thì rồi. Thôi, bác cảm ơn mày nhá. Để vâng. Bác xin lỗi luôn. Vâng, vâng. Không mà chết đấy. Vâng. Con đây. Làm ăn nó cẩn thận, không nói lung tung. Ủa, chả biết gì. Ông Lục đâu rồi? Lục đâu? Dạ, con đây. Không biết bố em lại gọi có việc gì. Thôi để em vào nhà đã chú nhá. Mày vào nhanh lên, tao vào đây. Nhờ. Sao bố lại đánh con? Còn sao à? Mày lên thành phố mới làm gái? Mày tưởng tao không biết à? Bố nghe ai? Bố nghe đứa nào mà về bảo con như thế? Nghe ai mày không cần biết. À, lúc nào này đều bảo mày đi làm gái. Và bây giờ mày chuẩn bị làm tú bà của con á. Nhục, quá là nhục. Bố không tin con thì con đi chết cho bố vô lòng. Mày gọi mày đi chết ngay đi. Ê, gì đấy? À, thằng chó cụm này. Mày đang phụ rỗ con gái tao. Làm tú à, tuyển gái cho mày đúng không? Phê à? Hay, say quá, làm cản. Mày còn dám gà mồm mà tao đây nhá. Tao không cho mày qua tuổi năm ba luôn. Chó này. Ông bị điên à? Hả? Không đi mà cứu con gái ông đi. Nó đòi đi chết kìa. Nó hỏi ai đi chết luôn đi. Ở đây không cần. Ông đúng là bị điên mất rồi. Con ơi! Con ơi!
Con gái, mình nhà anh, con ơi. Ôi trời ơi, con bị cắn. Đấy, ông thấy chưa? Ông thấy cái tác hại của ông khi nghe người ngoài về chửi con chửi gái chưa? Hả? À? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi ở với nó mãi tôi biết rồi mà. Ông ơi, thôi im đi. Bố không tin con thì con còn sống được cái gì nữa? Hôm nay á là nó đưa tôi về đây để đoạn sang nhà thăm con người yêu của tôi. Đi tìm gái nào? Vớ vẩn. Thế mà tôi tưởng ông bắt nó đi làm đúng à? Bố thôi đi, bố còn chưa vừa lòng à? Dạ con, bố biết lỗi rồi. Tại con không nói rõ chứ. Giấu chả được chuyện tế nhị nói làm gì. Điền. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy con đói cho sạch, rách cho thơm. Bây giờ bố mẹ không tin tưởng con thì con còn biết nương tựa vào ai nữa à? Con gái, bố xin lỗi. Bố sao rồi? Lũ ơi, mày làm sao thế? Ông thằng con này, mày nào đây? Tao đang tìm mày để hỏi tội đây. Bố làm là mày ngồi hẳn thôi mà. Thế có chuyện gì ấy bác? Chào em nhé. Mày chuyện gì à? Mày biết tao phít nữa thì mày hại chết con gái tao hay không? Cháu có biết chuyện gì đâu. Mày vừa mới bảo với tao ở ngoài đồng là con Lụ nó lên thành phố làm gái. Làm tao đánh chửi nó nhảy vào tí chết. Thì cháu thấy nó cứ ăn mặc quần áo ngắn cột can cuốn cỡn. Thì cháu tưởng nó thế. Mày gần nay tuổi đâu rồi mà không bỏ được cái tính soi mói đi. Mày xem ở trong cái làng này bao nhiêu thằng có thèm để ý mày không? Dạ, cháu biết lỗi rồi ạ. Từ giờ cháu không đi soi nữa. Xinh gái này mà chưa có người yêu. Mà từ giờ tao cấm mày bảo nó lên thành phố làm gái nữa nghe chưa? Ơ, bác buồn cười thế nhở? Thế nó là con gái, nó chả lên thành phố nó làm gái thì nó làm trai à? Mày vẫn còn cố tình nói câu đấy được à? Thì vẫn biết là như thế, thế nhưng mà nói câu từ nó hơi nhạy cảm. Thôi, tao xin lỗi. Từ giờ tao không lên Facebook soi mói mày nữa. Nhưng mà có quần áo không mặc nữa thì cho tao nhá. Mày nhớ mồm đấy. Thôi, tối ăn cơm xong sang nhà tao cho mấy bộ. Bây giờ con vào thay quần áo trước đây. Mà con này nữa, không phải ăn cơm đi, ở đây làm gì? Ăn cơm xong thì tối sang chơi với nó. Lâu rồi hai đứa không gặp đúng không? Vâng ạ. Tối sang chơi với anh nhé. Này, vừa qua hạn 53 đâu, lấy về khi hóa sớm ấy nhá. Cháu về đi, nhìn lão dầu sủng cháu cũng ghê lắm. À, đúng rồi đấy. Về nhá. Mà có đông nữa, 49 chưa qua được 53 thích hiệ. Này thích hiệ này. Mà thôi, không đi vào nhà thay quần áo thì nó máy lại ốm nó lại méo hết cả mồm nữa. Trời, chưa biết thằng nào méo mồm đâu nhá. A đù, mà này, thay quần áo ở ngoài này nhá mà. Trong đấy có thể ăn cao đoàn thay đấy. Mà mày đi học bên đấy thế nào mà đầu tóc rồi thì khuyên tai xăm chỗ ghê đấy. Bây giờ nó là thành trend rồi bố. Trend là cái gì? Trend bây giờ là một xu hướng, là một phong cách thịnh hành bố ạ. Thì thịnh hành để làm cái gì? Thịnh hành thì mình mặc bây giờ để cho gái Tây mới theo, bố hiểu không? Mày ngu lắm. Mày trai Việt mà yêu gái Tây thì mày lấp thế nào được chỗ trống cho nó? Dồi ôi, bố lại khinh thường con rồi. Mà hay tao bảo, mày nhà lấy vợ đi. Đi làm cái gì? Sang đấy lại tổ gái Tây lừa cho mất hết tiền. Ôi giời, mình chả lừa nó thì thôi, ai lừa mình bố. Còn chưa muốn lấy vợ đâu. Hay để tao giới thiệu cho mấy đứa sinh viên trong xóm. Cũng kháu gái phết đấy. Thôi, bố cứ đầu đọc con làm gì. Còn quyết định lấy cái Tây. Mày ngu. Các cụ bở cá không ăn muôi cá hơn. Bố mẹ nói mà cứ cãi nhem nhẻm ra. Tôi phải tán mà với cái sao bố lại đánh con. Hà Linh nè. Sao hôm nay bác lên xóm sớm thế ạ? Bác lên xem tình hình các cháu thế nào. Không đi học à? Dạ, hôm nay cháu được nghỉ ạ. Gái sinh phòng trọ mình đây à bố? Thôi rồi, cũng thường thôi bố ạ. Chị Lanh ơi, chị Lanh. Có chuyện gì đấy? Dai đẹp chị ạ. Cháu chào bác ạ. Lanh đấy à? Hôm nay không đi làm à? Dạ vâng, hôm nay cháu được nghỉ ạ. Này, mà chị biết đấy là ai không? Không, nhìn lạ lắm.
Có khi là người ta đến thuê trọ cũng nên. À, giới thiệu với hai đứa. Đây là con trai nhà bác, nó mới đi du học về. À thế à? Em cu nhà bác càng lớn càng đẹp trai bác nhỉ? Chào cu, à nhầm, chào anh cu nhé. Sao lại cu? Bị gái trêu tí mà mặt nó đỏ bừng lên rồi. Thế còn bày đặt yêu gái Tây, tào lao. Bác ơi, cháu đăng ký một suất nhá. Ừ, đứa. Này, chị thấy cũng hợp với em đấy, triển khai đi. Em còn thấy hợp nữa là... Mà thôi, chị đi nấu cơm đây. Chị hay đi chị ủng hộ nhá. Ok chị. Thế là bác, chào em cu nhá. Lại cu, rồi thật sự. Chào em. Cái gì cu? Sao lại cu? Để anh nói cho mà nghe này. Thương thay thân phận đàn bà, hơn 23 tuổi vẫn là đàn em. 23 tuổi? Chị nhớ không nhầm là chị hơn mày tầm chục tuổi cơ mà. Giới ạ, có 10 tuổi bộ. Này, sinh sau đẻ muộn, không làm anh được đâu. Ừ thì anh cho chị, thế chị tên gì? Tên là Lành. Ôi, quê đấy. Nhưng sinh là được. Thế em về lâu chưa? Em cũng mới về, à anh cũng mới về. Thế em có định ở lại Việt Nam luôn không? Ông bà ở nhà một mình buồn lắm đấy. Em cũng chưa biết được. À anh cũng chưa biết được. Nếu mà lấy được vợ ở Việt Nam thì anh ở lại thôi. Thanh niên còn trẻ, lo mà học hành đi. Quan trọng là tìm được ai hợp ý, cưới luôn. Chị Lan. Hả? Cái gì đấy? Sao chị nhà giao thì không gọi em? Thế mọi khi cô có sao giúp chị tí nào đâu mà mẹ xin đám thế. Ngày nào em chả nấu cơm với chị. Thế thì nhặt đi, này nhặt đi. Thôi chị đang nhặt thì chị nhặt nốt đi. À quên mất, chào anh cu nhá. Anh thôi, không có cu. Hả? Không có cu. À ý của anh là có từ anh chứ không có từ cu đằng sau. Hết rồi. À thế anh tên là gì nhỉ? Để cho em tiện dễ xưng hô. Anh tên là Isaac Hoàng Anh. Ôi dồi ôi, cái tên hay thế. Đúng là đi học ở bên Tây đúng không? Nghe nó cũng Tây cơ. Mà anh học gì ở bên Tây á nhở? Ôi dồi, anh chủ yếu anh sang chơi là chính em ạ. À chết nhá, tí em phô bà chủ. Em mà mách là chết anh đấy. Ê, anh hối lộ em cái gì đi. Em thích gì cũng được. Em xin lỗi. Thôi hai anh em ngồi nói chuyện đi, chị đi rửa rau đây. Này, em đi đâu ấy, Lành? Chuyện của em với anh chưa xong đâu. Thanh hối lộ em cái gì nào? Em thích gì cũng được. Thật không? Chắc chắn luôn. Này anh yêu, em muốn uống tạt tưa. Ok em, nhưng mà không phải hôm nay. Nhưng em muốn bây giờ cơ. Anh bận mất rồi. Em muốn bây giờ cơ. Này, em phô bà chủ. Ây này, vừa mới về đi đâu đấy mà mũ nón thì không đội vào. Con ra đây thăm mấy thằng bạn cái. Mà mẹ bảo, tao nghe bố mày bảo mày chuẩn bị lấy vợ Tây phải không? Dạ vâng, mẹ cứ chuẩn bị tiền đi. Lần này con đi á, con dẫn mấy đứa về cho mẹ xem. Được, cái này mẹ ủng hộ. Lấy vợ Tây cả họ được thơm lây. Dâu Tây chắc là xinh lắm đấy. Tất nhiên, ai như dâu ta đâu. Mày lại nói thế, mẹ mày là dâu ta đây này. Thế để con lấy dâu ta nhá. Đứa nào mà dâu ta? Con nghe bố nói sống trọ nhà mình, nhiều em xinh lắm mẹ. Mày đừng nghe bố mày vớ vẩn. Mấy cái đứa trong này toàn mấy đứa nhà quê. Tuổi gì mà lấy con trai cưng của mẹ. Thế hồi xưa mẹ tuổi gì mà lấy bố? Tao tuổi thần tiên. Mà thôi, đi đâu thì đi đi. Đội cái mũ vào không công an nó lại gô cổ lại đấy. Rồi, tao không biết đội. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương mòn cả hai vai, đôi chân liêu xiêu con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em gầy. Đây, mẹ thằng nào đấy? Cháu con mẹ Tuyết. Mẹ đến đây làm gì? Dạ, cháu ra đây ngồi tao bảo xem nào. Vâng ạ.
Làm gì mà mày cứ lén la lén lút như thằng ăn trộm đấy. Dạ dạ cháu xem chị ấy à, em ấy ở nhà không ấy mà. À, mày hỏi con Sóc chứ gì? Sóc nào chú? Em ấy có con này à chú? Em gì? Nó đang tuổi chị mày đấy. Con nó lớn tướng rồi, học lớp 1 rồi đấy. Ôi, chết không chị đệ. Thế nào mà chết? Ôi. Mà này. Dạ. Đừng có nói với tao là mày định lái máy bay đấy nhá. Dồi ôi, cháu kết lổ mắt đĩa ra. Mà sao nó lấy chồng sớm thế? Ôi, cái thằng này buồn cười. Thế bây giờ gái ở quê nó xuống đây nó đi làm. Mà ở trên quê thì phong tục người ta lấy chồng lấy vợ sớm nó bình thường. Mà chồng chị ấy đâu ấy chú nhỉ? Tao cũng không biết được. Nhưng mà nghe nó kể chuyện thì thấy bảo là làm ăn thua lỗ rồi bỏ hai mẹ con nó đi biệt xứ rồi. Liệu có quay về không chú nhỉ? Chắc gì đã về được. Có khi đi làm ăn như thế gặp giang hồ nó chẳng cho chết lâu rồi. Ôi thế thì được quá chứ. Thế nào mà được? À, không. Tao thấy mày lạ lắm đấy nhá. Khai thật đi. Mày định tăm tia gì nó đúng không? Không. Này, tao nói cho mày biết. Nó là một đứa con gái nhà lành nhá. Xuống đây làm ăn đàng hoàng. Mày mà làm gì nó vớ vào vẫn tao oánh mày trận này. Trời ơi. À mà chú hát bài gì mà hay thế? Một mình. Chú hát tiếp cho nghe à? Hát tiếp cái gì? Tao hát suốt từ sáng giờ khô hết cả cổ rồi. Mà mày mới đi du học về đấy à? Dạ vâng, cháu mới về. Thế bao giờ lại đi tiếp? Cháu chưa biết được. Bố cháu thì bắt ở lại lấy vợ. Mẹ cháu thì bắt đi. Tốt nhất là mày lại đi tiếp đi. Này, đến tao đây này. Ngân này tuổi đầu tao còn chưa lấy được vợ kìa. Theo chú, cháu yêu cái em phòng đầu kia được không? Em nào? Ừ, thì chị. Mà nhìn mày trẻ trâu như thế này thì chắc gì nó đã thích. Thế chả lẽ già trâu như chú nó lại thích à? Ai biết được. Chú đừng có mà tranh của cháu đi nhá. Cái thằng buồn cười nhỉ. Tao cần gì phải tranh của mày. Nhỡ đâu nó tự đổ hay sao? Anh Cu, anh lên lúc nào đấy? Sao anh không bảo em? Lại Cu, xuống lại Cu. À thì em nhầm, anh Azik. Anh lên lúc nào đấy? Anh vừa mới lên. Sao anh lên không gọi em? Anh quên vì anh bận ấy mà. Anh bận anh còn chưa đem xuống tà túa đâu. Nhưng rồi, hôm nay anh lại bận rồi. Lại bận? Bận? Em đi mắc ông bà chủ. Anh đừng, hãy để chờ tối anh đưa đi. Thật không? Thề, chắc chắn với em luôn. Bác Long làm chứng cho cháu nhá. Ô, okay. Tao không liên quan vụ này. Mà hôm nay mày không đi học à? Mày ở nhà làm gì? Hôm nay thứ bảy học hành gì? Thế à? Nào, hứa nhanh lên, chiều tối anh đi mua cho em. Rồi, ok. Đóng dấu, nhớ đi okay, nha. Ok, ok, ok. Mà anh bảo, anh đừng đi nữa, anh ở Việt Nam đi. Anh cũng chưa biết được, để anh tính đã. Em thấy ở Việt Nam vẫn là tốt nhất ạ. Anh thấy nhiều cái nó chưa đúng ý anh cho nên là anh không muốn ở lại. Thấy cái gì mà thấy, không đúng thì sửa. Ở lại với em nhá. Sao cái con này hôm nay mày lắm chuyện thế nhở? Hả? Tao mà nó đang ngồi nói chuyện với nhau, mày ra mày phá đám linh tinh cả. Tốt nhất là mày đi đâu thì mày đi đi. Hả chưa? Không có việc gì làm à? Bác nhắc cháu mình nhớ. Hôm nay cháu phải đi giả sách, không người ta phạt chân mất. Thôi 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 cháu đi đây, không đóng cửa mất. Đi 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 đi, khẩn trương. Không mày đùa ấy. Tạm biệt anh Ezik nhá. Cái bọn này. Mày có thấy nhức đầu không? Quá nhức đầu chú ạ. À mà chú ơi. Ừ? Bây giờ muốn tân gái phải như nào chú nhỉ? Nhất là gái già ấy. Ê. Chú này. Được. Tao biết rồi nhá. Thôi được rồi. Xem nào. Tán gái già. Thực ra như thời các chú thì chỉ cần có cái này thôi. Vâng. Là xong. Vâng. Ừ, bây giờ thì chú không biết được. Vâng. Nhưng mà cái tầm gái già như thế chắc là chúng nó cũng không cần tiền nhiều, mà cũng không cần phải trẻ trâu lắm. Vâng. Nhắn tin thì chắc là chúng nó không có thời gian để nhắn lại rồi. Phải sao chú? Gọi điện thì sợ là không có thời gian nghe. Vâng. Thế thì chắc là chỉ còn mỗi cách là mày phải viết thư như ngày xưa thôi. Phải viết thư gửi tận tay hả chú? Ừ, viết thư tình ấy. Thỉnh thoảng thêm vài câu thơ rồi thì là kẹp lá hoa các kiểu như thời bọn chú còn đi học ấy. Được đấy chú ạ. Cháu nghe cũng có lý. Thôi, được rồi. Chú ở lại đánh đàn nhá. Ừ. Cháu về nhà triển luôn.
cái bọn thanh niên sao bây giờ nó hèn thế nhở? Mỗi cái việc tán gái thôi mà cũng phải nhờ người dạy. Phải cái tay ông thì ông cho chết lộn rồi. Sơ mi, quần nâu, chuẩn xoái ca rồi. Có vấn đề thôi. Làm gì đây? Có gì đâu bố. Này, bố đứng kia bố thấy hết rồi. Bố nhầm rồi, chỉ là cái tờ giấy thôi. Giấy hay thư? Giấy ạ, tờ giấy. Nói thật cho bố nghe đi. Dạ. Mày thích nó rồi đúng không? Dạ con. Con. Thôi, bố nhìn qua thôi là bố biết. Không giấu được bố đâu. Bây giờ con không biết phải làm như nào bố ạ. Thế đã biết gì về nó chưa? Dạ con đang tìm hiểu bố ạ. Tốt. Yêu là phải tìm hiểu. Hiểu xong có yêu được nữa hay không lại là một chuyện khác. Để bố nói cho con nghe. Tương lai phía trước của con còn rất dài. Chưa kể bố mẹ đã mất rất nhiều tiền bạc để nuôi con ăn học. Và trong chuyện này con sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời dị nghị, nhất là đối với mẹ con. Liệu con có vượt qua được không? Cứ suy nghĩ kỹ đi. Nhớ đấy. Sáng giờ anh ây dích cô anh, à nhầm, anh ây dích Hoàng Anh á, làm gì cứ thập thò cho cửa nhà chị mà còn cầm cái này nữa. Thế là thế nào hả em? Em đây, đây này, để em xem là cái gì. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Ôi dồi ôi, thư chị ạ. Hả? Lành thương mến, đã mấy ngày rồi anh chưa gặp em. Tình cảm trong anh đang ngày một lớn dần. Anh nhớ em. Cái này anh viết cho em đúng không? Nhưng mà Linh chứ sao lại là Lành? Em không biết đâu. Anh cầm ra sửa tên đi. Em làm cái trò gì vậy? Thôi, em đi về đi. Coi như chị chưa nghe thấy gì cả. Em còn trẻ nên tập trung vào học hành. Bố mẹ kỳ vọng vào em rất nhiều đấy. Nhưng mà em yêu chị. Vậy thì để chị nói cho em biết nhá. Chị là gái một con. Và những chuyện tình cảm như thế này chị đã trải qua rồi. Và chị khuyên thật em, em còn trẻ, có rất nhiều sự lựa chọn. Chị không hợp với em đâu. Chị nghĩ em không nuôi được con chị à? Đúng. Em lấy gì để nuôi con chị? Ừ thì em đi du học về đấy. Nhưng cái số tiền đấy là của bố mẹ em. Em thử xem, em đã tự mình kiếm ra được đồng tiền nào chưa mà đòi nuôi người khác. Nhưng... Thôi, em đi về đi. Chị không muốn nghe thêm bất kỳ lần nào nữa.
ầm lên như bị chó dại cắn như thế. Bác Tuyết, bác Tuyết ơi. Hả? Lại đây cho bảo. Xuống về nấu cơm đi nhá. Làm sao mà biết được? Anh bị thất tình đây. Thất tình? Tao có thấy nó yêu ai đâu mà thất tình nhở? Vừa mới tỏ tình chị Lành, bị chị Lành từ chối. Buồn, tương tư. Cái gì? Tỏ tình với con Lành? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cháu xin bác, cháu xin bác. Mày, tao phải xử lý thằng con này. Mở cửa ra! Lành ơi! Úi dồi ôi! Bà làm cái gì mà om xiên lần thế? Này này, mày có thấy con Lành đâu không? Thế chị đi làm chứ đi đâu? Làm rồi à? Láo quá nhỉ cái con này! Thế có chuyện gì? Mày có biết cái gì không? Nó dám quyến rũ con trai tao! Búa bốc rồi còn đó trời mâm son! Trời ơi! Bà cứ làm như con trai bà quý hóa lắm không bằng ấy! Này này, cái con tắc kè đêm kia mày thì biết cái gì? Con trai tao á, nó vừa mới đi du học về đấy! Ôi trời ơi! Đi du học cơ á? Ôi sợ quá sợ quá! Trời ơi! Chả biết đi du học, có học được cái gì hay ho mang về không? Hay lại toàn học những cái bố láo? Ô hay cái con danh này! Thôi cô ơi! Chấp làm gì loại ít học này? Này! Mày học nhiều hơn ai mà mày bảo tao ít học con kia? Chả đấy chị đi học bao giờ? À mà quên! Chị toàn đi học ban đêm! Học ngày hay đêm thì không phải việc của mày. Tốt nhất là mày im cái mồm mày đi. Tôi làm sao? Xóm mình có chuyện gì đấy ạ? À đây rồi, con này mày đây rồi. Mày trốn ở trong phòng tao gọi mày không được đúng không? Mày đi ra đây mày chết với tao. Thôi. Ôi. Bà cứ bình tĩnh ra nào. Việc gì bà cứ phải sồn lên thế? Này này, cái con kia mày thì biết cái gì? Biết thì thưa thất, không biết thì dựa cột mà nghe nhá. Để yên để tao xử việc cái tao nhá. Nhưng mà đang có chuyện gì đấy? Chị cứ đứng im đấy. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Ngay từ đầu bà đã sai rồi. Tao sai ở đâu? Đúng, sai chỗ nào? Con trai bà thích chị Lành, sao bà lại bảo là chị Lành sai? Bà lại xúc phạm chị như thế? Cái loại này á, nó mà không đong đưa thả thính thì làm sao con trai tao để mắt đến nó được hả? Kìa bác, sao bác lại nói như vậy ạ? Giữa cháu và em cu nhà mình không có chuyện gì đâu ạ. Này này, đừng có mồm điêu. Không có chuyện gì mà nó ngồi như cái thằng bất hồn ở ngoài kia hả? Bác ơi, những gì cần nói cháu cũng đã nói hết với em nhà mình rồi. Cháu với em nhà mình không có chuyện gì đâu bác ạ. Bác phải tin cháu. Cái loại không chồng mà đã có con thì biết phải tin như thế nào nhỉ? Đúng rồi đấy. Má chả hiểu nói gì về anh ý. Mà ngày nào anh ý cũng lên tìm chị Lành cả hai người lén la lén lút bác ạ. Mày im ngay cái mồm mày đi. Mày không phải chọc gậy bánh xe thêm dầu vào lửa như thế đâu. Danh con ạ. Mọi người thôi đi. Bác Tuyết, bác nói cháu gì cũng được, nhưng đừng lôi con gái của cháu vào. Bác muốn cháu phải làm gì thì bác mới tin cháu. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Bác ạ, lửa gần rơm lâu ngày không bén, ở lâu dần sẽ chém nhau thôi. Không thể để cái trường hợp này xảy ra được. Mày dọn đồ đạc cút ra khỏi cái xóm này ngay cho tao. Này, bà quá đáng nó vừa phải thôi nhá. Chị Lành chị ở đây bao nhiêu lâu rồi, chị khổ như thế. Bây giờ bà đuổi chị đi, chị biết đi đâu? Tao không cần biết, nhưng không thể để nó ở cái xóm này được. Nó ở đây, nó vây vãn con trai tao thì mày chịu trách nhiệm được không? Hả? Đúng rồi đấy. Bác Tuyết, chắc bác cũng biết cháu là một trong những người đã từng thuê trọ nhà bác trong những ngày đầu. Cháu coi hai bác như bố mẹ đẻ của cháu vậy. Nhưng nếu vì chuyện này mà làm bác khó chịu thì thôi, mẹ con cháu xin phép được dọn ra ngoài ở ạ. Ok chị. Đúng là suy nghĩ của người có gia đình có khác. Thấu đáo quá. Thế thì dọn đi, không tiễn. Chị đi em sẽ nhớ chị và bé Sóc lắm. Chị cũng vậy. Nơi này đã có quá nhiều kỷ niệm của chị và Sóc. Nhưng chị không ngờ. Bác, hay là thôi không đuổi đi nữa. Cảnh cáo thôi. Không đuổi là không đuổi thế nào được. Chúng mày đừng có mà cá mè một lứa nhá. Lấy nó mà làm gương, tránh xa chồng và con bà ra. Nhất đâu là cái con này nè. Thế cơ à? Bà nghĩ tôi sợ chắc? Chuyện đã có gây ra, mẹ để con tự giải quyết. Đúng rồi đấy. Để con trai cưng của mẹ giải quyết đi. Đi du học về rồi cơ mà. Lớn rồi cơ mà. Vừa hôm trước mày bảo với bố mẹ là mày sẽ lấy gái Tây về cho dòng họ nở mày nở mặt. Bây giờ mày về mày lại đâm đầu vào cái đứa gái một con này. Mày định bôi do chát chớ vào mặt bố mẹ mày à hả con? Mẹ đừng nói như vậy. Chị Lành là người tốt, gái một con thì sao chứ? Mày lại bị cái câu gái một con trông mòn con mắt nó đầu độc rồi phải không? Đấy chỉ là ảo giác thôi, mày tỉnh lại đi. Chưa nghe cái câu là nứa trôi sông không dập cũng gãy, gái chồng dãy không tật nọ thì chứng kia. Mẹ thôi đi. Chị Lành, em xin lỗi chị. Em đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Mẹ ạ, con đã quyết định rồi. Con sẽ không đi du học nữa. Con sẽ ở lại, mở công ty riêng. Ô hai cái thằng này, mày bị làm sao thế? Không đi du học thì làm sao mà lấy được vợ Tây?
lấy cả vợ Tây cơ à? Thế Tây Mộ hay là Tây Ninh? Này, không phải việc của mày, mày bớt khịa đi nhá. Tôi cứ thích khịa đây, sao? Thời gian qua, con đã lãng phí tiền bạc của mẹ. Bây giờ, con muốn làm lại. Ô, thế không lấy vợ Tây nữa à? Ừ, thế thôi thì tùy con. Vậy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Mẹ xin lỗi chị Lành đi. Ô hay, sao tao phải xin lỗi nó? Ô, bà buồn cười nhở. Con trai bà nhận lỗi từ đầu đến giờ. Bà xúc phạm chị Lành, thế mà không được một câu xin lỗi à? À thì, xin lỗi, được chưa? Chị Lành ơi, em xin lỗi. Thôi, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Mọi người ở lại mạnh khỏe. Có dịp, cháu sẽ quay lại thăm ạ. Cháu xin phép ạ. Ơ này, sao lại đi? Xin lỗi rồi thì ở lại chứ sao lại đi? Đúng rồi đấy, chị Lành ở lại đi. Tưởng thế nào? Lại sợ trống phòng không có ai thuê, không có tiền như gì? Ừ, thì đại loại đó là như thế. Thằng cu, đi về. Mà cái con này nữa, cu đi về đi, hóng hớt đi thôi. Thôi, em đi về phòng chị nhá. Chị cảm ơn. Chào anh cu nhá. Lại cu, chán thật sự. Thôi chị Lành, chị về nhà đi, em về đây. Chúc em vạn sự như ý nhá. Và hứa với chị là phải thật thành công nhá. Nóng như thế mà cô chả chịu xử lý cái máy bọn cháu gì cả. Nóng bức cha ngủ được, sáng hôm sau đi học thế nào? Ờ, từ từ để tao tính. Mà nóng thì bật quạt, nóng nữa thì mua đá về mà giải. Mày thử xem ở cái thành phố này làm gì có chỗ nào lấy tiền phòng trọ rẻ như ở tao. Xe này mai cho phải đi mua cái điều hòa cô ạ. Ừ, thích thế. Ước gì bọn em có nhiều tiền như chị. Mà chị mua cái bao tiền đấy? Ờ, thế mày định mua cái bao nhiêu? Thì chắc cháu mua cái loại tầm chục triệu thôi. Ui, phòng trọ bé tí này, mày mua gì cái xịn thế? Nhà tao vẫn đang dùng cái có 4 triệu kìa. Mà dùng như thế một mình không hết được đâu. Hay là bọn em đục cái lỗ trên tường, chị lắp điều hòa ở giữa cho phòng em dùng kế với nhá. Này, chị bảo nhá, ở quê bố mẹ cho ăn gì mà khôn thế? Khôn như mày á, ở đây người ta xích lại cho ăn lá ngón chết hết rồi. Đúng rồi. Sao cô chị nói cháu thế? Cháu cũng đang tính mua thêm cái tủ lạnh cô ạ. Chứ nắng nôi này để thức ăn ở ngoài hỏng hết. Ai chà, lại còn mua cả tủ lạnh cơ à? Vâng, đứa bạn cháu nó làm siêu thị điện máy, đang giới thiệu có cái tủ lạnh siêu tiết kiệm điện. Thấy cũng được nhưng mà hơi đắt. Chị ơi, điều hòa thì bọn em chả dám xin nữa. Nhưng mà tủ lạnh một mình chị chắc dùng không hết đâu nhỉ. Bọn em đông người, cho bọn em để nhờ đồ nhá. Thi thoảng bọn em làm sữa chua với kem, bọn em mời chị. Cũng hợp lý đấy nhở. Nhưng mà chúng mày bảo nhau thế nào để ít đồ thôi, không tốn tiền điện của tao. Nhưng mà nói gì thì nói, tao thích ăn sữa chua, làm thì làm nhiều nhiều vào nhá. Tưởng cái gì khó, chứ cái này bọn em làm được. Mà tiền điện cao quá thì bọn em góp chung với chị nhá. Ui giời, ba đứa chúng mày góp tiền vào mà mua hẳn một cái tủ lạnh mới. Việc gì phải đi dùng nhờ, mang tiếng cả ra. Bọn cháu thì làm gì có tiền hả cô? Tiền ăn còn chả đủ, nói gì tiền mua. Nó nói đúng rồi còn gì nữa, sinh viên thì làm gì có tiền. Mà thôi, cháu vào chuẩn bị để đi xem đồ luôn đây. Cô với cả Linh ngồi nhà nhá. Chị đi cẩn thận nhá. À, mà hôm nay em rảnh hay chị cho em đi với? Mày ở nhà nấu cơm cho bọn nó đi, về đến nơi rồi kìa. Đúng là phong cách của người có tiền rồi khác. Nói làm cái gì là làm ngay luôn được. Cháu cũng đi về nấu cơm đây. Ông bọn kia sắp về rồi đã inh om hết cả lên. Quay lại. Con này nó làm cái gì mà nó nhiều tiền thế nhỉ? Mình thì đếch có tiền, mang tiếng là chủ cả một cái dãy trọ, chả thấy tiền đâu. Nước thì dạo này cũng không bán được. Mà tiền phòng trọ thì nó cũng chỉ có như thế thôi. Hay là mình tăng giá tiền điện mà. Nhưng mà tiền điện thì nó lại có đồng hồ. Đồng hồ thì mình quản lý mà. À, có cách rồi. Âm này, dương này,
thể người là một vật dẫn điện. Thế là người mình cũng dẫn được điện à? Thế thì lại đơn giản quá, tưởng nghĩ là khó vào được à? Cắt sợi dây đồng, cắt sợi dây đồng. Đỏ, đỏ, đỏ nối với trắng à? Úi giời, tưởng thế nào chứ đơn giản. Không thể làm khó được bà đâu. Ô, thế còn hai cái đầu này thì nối đi đâu nhỉ? Nối nó vào nhau. Không thể chắc chắn hơn. Bà đã ra tay thì gạo tay phải ra cáo. Ông làm cái gì đấy? Giật chết cho mình. Bà làm gì mà cứ nói liên thiên một mình ấy hả? À? Ông không nhìn thấy à? Tôi đang học nối dây điện. Thế sao tự nhiên lại đi học nối dây điện là thế nào? À, thì phòng những cái lúc ông nhà tôi đi vắng, xóm nó có đứt dây điện hay làm sao thì tôi còn biết cách sửa. Thế bà không biết mở mồm lên nhờ tôi à? Hả? À? Có phải lúc nào ông cũng ở xóm đâu, ông còn phải đi chạy xe ôm nữa chứ. À, thì cũng đúng. Đàn bà con gái tay chân thì luống cuống, biết cái gì về điện, nó chả giật nó nhẹ mồm nữa. Ông đừng có bà coi thường nhá. Việc của ông à, kệ tôi. Thì kệ bà. Đấy là nói thế thôi, không thích nghe thì thôi. Đây, đi nhá. Thì biết cắt dây nào rồi nhỉ? 1, 2, 3 dây trắng nhiều nhất. Chắc là cắt một dây chắc không sao đâu. Nói gì thế? Mọi ngày lắm mồm lắm cơ mà. Này, hôm nay cô cháu mày có nhã hứng chụp ảnh nữa. Mà cái bà kia thế nào, mặt nhọ nhẹ nhọ nhem thế này? Cháu không biết được. Từ lúc về giờ bà Tuyết cứ như này luôn á. Ơi, dây điện dây đóm gì quấn hết vào người này? Chắc hóa trang đấy bác ạ. Tôi chưa rồi, bà ấy bị điện giật. Đưa bà ấy vào nhà một chút. Ây dồi ôi. Ây da. Cháu lo quá bác Long ạ. Không biết là bà Tuyết có làm sao không nhở? Ai mà biết được. Mà cũng tại mày nữa. Thấy người ta như thế còn đứng chụp ảnh. Thì cháu có biết đâu. Mà cháu bảo tự nhiên tự lành. Bà Tuyết đi nghịch điện làm gì hả bác? Cũng không biết được. Nó bình thường bà ấy bao giờ động chạm vào cái gì đâu mà sao hôm nay tự nhiên đi nghịch điện chứ này. Đấy, cháu thấy lạ lắm nhá. Ờ. Thế bà Tuyết đi đâu mà sao hai chú cháu lại ngồi đây một mình này à? Chị biết gì chưa? Tao có ở nhà đâu mà biết cái gì. Ngồi xuống đây chú kể cho em nghe. Thế có chuyện gì đấy ạ? À? Cái bà Tuyết hôm nay không biết ăn phải cái gì cũng nghịch ngợm thế chứ này. Tự nhiên tự lành lên nghịch ổ điện. Giật cho nhẹ răng sõng xoài ở ghế kìa. Ủi ôi, thế bà bị làm sao không chú? Chú đã đưa bà đi bệnh viện chưa? Cũng may là chú về kịp. Thế nên là bà ấy cũng chỉ bị choáng một tí thôi. Đang nằm nghỉ dưới nhà kia rồi. À, mà chị xem ảnh không?
em chụp lại nhiều ảnh lắm. Cái con này, người ta bị như thế rồi vẫn còn có thời gian để trêu với đùa. Nhưng mà bà Tuyết trông buồn cười mà. Đâu, đưa tao xem nào. Đây, chị xem vào xem. Ôi giời ơi, trông kìa. Thôi. Đèn tù như bao câu ấy chị ạ. Thế nhưng mà sao tự nhiên bà Tuyết bà lại bị giật như thế chú? Thì tao không biết mẹ. À, em nhớ rồi. Lúc sáng em còn nói với bà Tuyết là em sẽ mua thêm cái điều hòa với cái tủ lạnh mới. Hay bà sợ đường dây điện này không tải được nên thay dây mới cho xóm trọ nhở? Thế thì chắc chắn là như thế rồi. Nhưng mà thay dây thì gọi thợ là được mà. Già cả rồi lại còn mó máy vào đấy. Bây giờ cả xóm mất điện do là khổ. Mày bớt bớt cái mồm đi. Mà có cái câu là hàng xóm tối lửa tắt đèn mó nhau. Có nhau. Mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Mà thôi, mất điện nóng lắm. Tôi chả ngủ đâu. Tôi sang phòng bạn đây. Cái con này. Chú ngồi đây trông hàng nhá. Em đi vào phòng đây. Ơ kìa. Em ơi. Chú đây mà. Chú cái gì mãi? Đêm hôm thế này chú sang phòng em có việc gì? Thì chiều em chẳng bảo là tối lửa tắt đèn mó nhau. Ôi dồi ôi. Thế này thì mó mấy cái gì được nữa. Ôi dồi ôi, ba cái nào rồi? Đã đỡ chưa? Có ăn uống được cái gì không? Khổ lắm, có ăn uống được cái gì đâu. Ai bảo tự dưng nghịch điện làm cái gì? Cô Tuyết này, cô muốn an toàn cho bọn cháu thì có gì cứ gọi thợ điện người ta thay dây là được rồi. Việc gì phải tự mình làm như thế? Mà nếu cô muốn tiết kiệm á thì bảo ông nhà làm cho. Đi mỏ mẫm để bây giờ thành ra thế này đã khổ chưa? Thôi, chúng mày đừng có giày vò tao nữa. Tao khổ lắm rồi. Thôi, hai đứa chúng mày, bà ấy đã chưa đủ khổ à? Mà cũng may cho bà là hôm đấy tôi về kịp đấy, chứ không biết là có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Tôi cảm ơn ông. Cô cảm ơn mọi người. Thực ra thì mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Thế mà nói như thế nào? Tôi nói ra thì mọi người phải bỏ qua cho tôi nhá. Thì được rồi, nói đi. Có chuyện gì, cô cứ nói đi xem nào. Tôi định sửa số điện để ăn chanh lạch. Cái gì? Mà bỏ qua mà. Ôi rồi, ôi. Tôi thật sự không hiểu bà nghĩ cái gì nữa. Sao bà lại có thể làm như thế được nhỉ? Bác, sao bác lại đối xử với chúng cháu như thế? Đúng là chứng nào tầm đấy. Tham lam. Cháu biết là cô tham rồi, nhưng mà cô cũng không cần phải làm đến mức như thế chứ cô Tuyết. Cô xin lỗi rồi mà. Bảo bỏ qua cho người ta rồi còn gì nữa. Hai đứa chúng mày không có thăm nom gì nữa cả. Kệ mày. Đi về. Đi về. Chỗ chưa. Vì bạn không xứng đáng. Alo. Mày à. Ôi dồi ôi, chết rồi. Tự nhiên đợt này người ta bị làm sao ấy. Tao không biết được nhưng mà trong người nó cứ khác khác. Xong tao lại còn thèm cổ chua nữa. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Tao bị chậm hơn một tuần rồi. Rồi mày ơi, làm thế nào bây giờ? Người yêu tao đi công tác 3 tháng nay rồi, bầu với ai? Mày điên!
điên à? Tao làm gì có ai? Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Mày bảo tao bình tĩnh làm sao được? Bây giờ chậm hơn một tuần rồi, trong người lại còn khác khác, xong lại còn thèm quả chua. Ôi, tao chết mất rồi mày ơi. Ôi chết rồi. Chết rồi. Mày nói tao mới nhớ. Ôi giời ơi, tin hot mọi người ơi. Ở cái thời buổi này, lúc nào chẳng có tin hot. Tin này đảm bảo long trời lở đất. Trời ơi, tin gì nói đi, làm mẫu mãi. Ngọc Anh có bầu rồi. Có bầu? Thế có bầu với ai? Với ai là làm sao tao biết được? Mày lại đi hóng hớt ở đâu về nói linh tinh đúng không? Thế thông tin ở đâu, có chính xác không? Mày á, mày là mày hay đưa tin sai lệch lắm. Cháu đảm bảo chính xác 1000%. Mày đừng có mà nói linh tinh. Tính bà Ngọc Anh mày cũng biết rồi đấy. Nếu mà không phải sự thật ta, bái tát cho vỡ mồm đấy. Cái con kia, thế mày cũng không tin tao à? Đã thế nhá, vểnh tai lên mà nghe đây này. Sáng nay, lúc mà cháu đi qua cửa phòng Ngọc Anh nhá, đang thấy bà ấy nói chuyện với ai ý, hình như là bạn hay sao á. Thấy bảo là thì trong người thấy khang khác, rồi thì chậm ngày, rồi thì buồn nôn, rồi thèm đồ chua. Thế mày biết đấy là biểu hiện cái gì không? Thế đấy là biểu hiện gì? Đúng là cái con cả ngố, là có bầu chứ còn là cái gì nữa. Tao đẻ rồi nên tao biết. Đấy, mỗi cô Tuyết là thông thái thôi. Nhưng mà của ai? Ui giời ôi mày ạ. Cái con đấy á, nó đi sớm về hôm, bao nhiêu thằng làm sao biết được là của ai. Tinh tinh lại đúng. Quan trọng là bà đấy còn không biết là bầu của ai. Nghe nói người yêu đi công tác 2-3 tháng rồi. Cái ngữ đấy, người yêu cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi, biết ai vào mấy ai. Trả bù cho mình. À, mà thế là cắm sừng đúng không mày? Chứ còn gì nữa, mà đầu ông này á lại chả chi chiết sừng ý. Ngay từ cái lúc nó bước chân đến cái xóm trọ này, tao đã cảm thấy nó là cái loại không đàng hoàng rồi. Nhưng mà tất cả là tại cái lão Long Đen với cái lão chồng tao đấy, cứ muốn cho nó thuê ở đây cơ. Bây giờ nó mà bầu bí chửa đẻ ra đấy, có phải mang tiếng cả xóm không? Người ta nói rồi, phòng còn hơn trống cô ạ. Trước khi mọi việc đi quá xa, cháu nghĩ cô nên xử lý luôn. Thế xử lý là xử lý bằng cách nào? Ôi giời ơi, sao mày dốt thế hả cháu? Thì đuổi cổ nó đi chứ còn gì nữa, cho nó sạch sẽ cái xóm. Cô ơi, nhưng mà nhỡ bà ấy bị người ta lừa thì sao? Sao mày nhẹ dạ cả tin thế? Nhìn mặt bà đấy ai mà lừa nổi, chả đi lừa người khác thì thôi. Cũng có thể con này nói đúng. Công việc của nó thì đi đêm về hôm, mà suốt ngày phải rượu chè. Nhỡ đâu trong lúc say xỉn nó bị người khác giở trò thì làm thế nào? Lại được cả cô nữa. Biết đâu bà ấy lại tính úp sọt đại gia nào thì sao? Nhưng mà nếu bà ấy tính úp sọt thì làm gì có chuyện bà ấy không biết là của ai. Chúng mày làm tao rối não quá. Thế tóm lại là con này nó có bầu đúng không? Đúng. Không biết là của ai đúng không? Đúng. Thế thì kệ nó. Kệ là kệ thế nào? Cô không sợ mang tiếng ở xóm trọ à? Ít nhất ở đây còn có bọn cháu là con gái cơ mà. Người ta lại đồn đoán là chả ra gì vì ở với hạng người như thế. Mang tiếng. Mày cứ bình tĩnh, nhỡ đâu mọi chuyện không như mày nghe thấy thì sao? Đúng rồi đấy. Cái sự việc này phải điều tra thêm, chứ không phải thì lại chết dở. Đúng rồi cô ạ. Tìm hiểu gì nữa cô? Chính tai cháu nghe rõ mồn một luôn. Mà chuyện người ta liên quan gì đến mày? Hóng hớt ít thôi. Tao nghe thấy sao tao bảo thế? Mày nghe thì nghe, chả nghe thôi. Chú ơi! Chú! Chú ơi! Ơi! Chú! Em hỏi chuyện này với ạ? Có chuyện gì mà sáng sớm mà tìm chú thế? Chú ơi! Em có chuyện này muốn hỏi chú. Có chuyện gì mà sao nhìn căng thẳng thế? Em hỏi chú nói thật nhá. Cái chuyện hôm trước mà em say, chú đưa em về ấy ạ? Thì hôm đó có xảy ra chuyện gì không chú? Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì? Thì em đang hỏi chú đấy mà. Em
Hôm đó chú đưa em về thì đưa em vào phòng, xong rồi chú đi ra, chú đóng cửa cho em và chú về đây chú ngủ thôi. Có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi có gì chú nói thật đi, chú đừng giấu em nữa. Em buồn cười nhỉ, làm gì có chuyện gì mà giấu em. Nhưng mà em hình như em có rồi ấy chú ạ. Có cái gì? Thì có bầu ấy. Em có bầu thì liên quan gì đến chú? Thì thời gian gần đây có mỗi hôm đấy là có thể xảy ra chuyện này thôi. Còn những hôm khác thì em tự làm chủ được mà. Này, em đừng có mà linh tinh nhá. Nhưng mà em thôi đi. Đừng có mà cái kiểu bắt thằng này đổ vỏ nhá. Hả chưa? Em thật không ngờ chú là một loại người như thế. Mọi người thấy chưa? Cháu nói chỉ có chuẩn thôi. Thôi, thế thì đúng rồi. Không cãi đi đâu được rồi. Nó có chửa thật rồi. Thế nhưng mà liên quan gì đến bác Long Đen ở đây? Cái con này mày bị chậm tiêu à? Nghe thế mà không hiểu. Sản phẩm đấy là của bác Long Đen đấy. Thế nhưng tao vừa nghe câu chuyện, lão Long Đen chỉ đưa nó về phòng thôi, chứ có làm gì nó đâu. Thế bây giờ người ta làm gì? Người ta lại khai với cô à? Mà tao tưởng gu của chị Ngọc Anh phải là đại gia đi ô tô chứ. Con này mày ngu thế. Nãy mày không nghe à? Ngày hôm đấy bà Ngọc Anh say rượu, mà tớ hớ ra đấy ông Long Đen lợi dụng thì sao? Thế thì chắc chắn rồi. Nhưng mà tao không ngờ lão Long Đen lại là người như thế. Sao lại có thể lợi dụng con gái trong lúc say xỉn được nhỉ? Ở đời chẳng biết thế nào mà lần đâu cô ạ. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Nói gì thì nói, chứ tao thấy bác Long Đen làm thế là không được. Dù gì cũng ở cùng một xóm trọ, làm thế làm sao còn nhìn mặt nhau được nữa. Đấy, cháy nhà mới ra mặt chuột. Chúng mày đi ngủ phải khóa cửa khóa ngõ cho nó cẩn thận vào, cho nó chặt vào, cho nó chắc chắn vào, nhớ chưa? Thôi bọn cháu nhớ rồi. Nhìn mặt không biết lần nào mà bắt hình dong cả. Ê, mọi người nói chuyện gì vui đấy. Chào bác Long. Chào bác. Ông Long đấy hả? Ông Long uống cái gì để tôi lấy cho. Trà đá đi. Thôi mày với cô ở lại nhá, tao đi nấu cơm. Bác. Này, hôm nay có chuyện gì? Tao có bị hủi đâu mà mọi người cứ tránh lé tao ghê đấy. À đâu, cháu bóp vai cho bà Tuyết. Đấy. Thôi quá, sáng giờ cứ kêu đau nhức vai gáy. Thôi, không phải văn vở nữa. Có chuyện gì nói luôn đi. Này, tôi hỏi thật nhá, ông với cái Ngọc Anh có chuyện gì mờ ám đấy? Nói ra đây, bọn tôi nghe xem nào. Đúng rồi, bác cứ nói đi. Bọn cháu ở đây biết hết rồi. Đúng rồi đấy. Cái hai cái cô cháu nhà này buồn cười nhở. Tôi làm gì mà mờ ám? Mà tao với con Ngọc Anh thì có cái gì mà mày bảo là biết hết rồi? Vờ vật. Thôi, ông không phải giấu nữa đâu. Ăn chơi ra sản phẩm, không dám nhận, lại còn từ chối. Này, hôm nay bà bị làm sao đấy? Hả? Tôi chả hiểu bà nói cái gì cả. Bác không phải giả vờ. Sáng nay bác với Ngọc Anh cãi nhau to tiếng như thế, bọn cháu nghe thấy hết rồi đấy. Cái gì mà bầu bầu bí bí. Việc của mày à? Hả? Tao với nó thì có cái chuyện gì? Nó có bầu hay không thì liên quan gì đến tao? Thôi. Ông làm nó có bầu thì ông nhận luôn đi lại còn chối. Đúng rồi đấy. Nam tử hán đại trượng phu. Bác làm được thì bác phải nhận được chứ. Cái vấn đề đây là không phải tao, không phải tao nhận kiểu gì. Thế không phải ông mà nó sang, nó gõ cửa phòng ông, nó nói với ông à? Làm sao mà tôi biết được cái chuyện nó như thế nào? Mà nó đâu rồi? Gọi nó ra đây ba mặt còn nhờ xem nó chuyện nó như thế nào. Làm sao mà tôi phải gọi? Tôi nghe thấy thế thì tôi hỏi vậy, thế thôi nhỉ. Nghĩ thế nào thì nghĩ. Thằng này không rảnh đi giải thích, tôi đi làm. Đấy, cô thấy chưa? Nói trúng tim đi ăn thì cãi làm sao được mà chả trốn. Chứ còn gì nữa. Đàn ông phải ra dáng ra mặt đàn ông, chứ đàn ông như thế thì vứt. Không, nhưng mà nhìn bác Long Đen á, cháu đã thấy nó hơi để tiện rồi đấy. Tao nhìn cái dáng tao đã thấy không đứng đắn, không đàng hoàng rồi.
Nóng quá cô nhỉ. Này này này, Ngọc Anh, Ngọc Anh, vào đây cô bảo. Cô bảo cháu cái gì đấy? Vào đây ngồi đây đã. Cháu đang đi có việc bây giờ, có gì cháu nói chuyện với cô sau nhá. Thì cứ ngồi đây, cô hỏi một câu, hai câu thôi, nhanh thôi. Có chuyện gì mọi người nói đi. Hôm qua mày với ông Long có chuyện gì mà to tiếng với nhau thế? Ui giời ơi, không có chuyện gì đâu cô ạ. Mọi người trong xóm biết hết rồi chị ạ. Có gì thì chị cứ nói ra. Đúng rồi đấy, không có chuyện gì mà to tiếng với nhau thế à? Mọi người biết hết chuyện rồi ạ. Bây giờ cháu không biết phải làm sao cô ạ. Thế mang bầu là thật à? Cháu cũng không dám khẳng định, nhưng hiện tại cháu cảm thấy trong người cháu đang như thế á. Nhưng có chắc là ông Long làm không? Của ông Long không? Thì như mọi người đã thấy đây, cháu có hay đi làm về khuya, nhưng thời gian gần đây cháu có qua lại với ai đâu. Người yêu cháu thì 3 tháng rồi chưa về. Có mỗi cái hôm say rượu đấy là ông Long đưa cháu về phòng thôi còn gì nữa. Bây giờ cháu nói thì ông cũng chẳng nhận. Thế này á, chỉ có thể là ông Long thôi. Lúc nào ông Long cũng rình mò chị, rồi để đi đi lại lại trước cửa phòng chị nữa. Có cơ hội cái là phải nắm lại luôn. Thế nếu như mà đúng như lời mày nói, ông Long thì đường đường là trai chưa vợ, tự nhiên lại có cả vợ cả con, thì ông phải sung sướng vui mừng chứ lại sao lại không dám nhận nhở? Cô đúng là bản chất đàn ông là thế mà cô, chỉ muốn chơi chứ không muốn chịu trách nhiệm đâu. Ô, đều nhở? Thế thì không được rồi, tao phải đuổi ông ấy đi thôi, chứ ông ấy ở đây chúng mày lại gặp nguy hiểm. Mà cô bảo này, thế nếu như ông Long ông đồng ý chịu trách nhiệm thì mày tính thế nào? Thật sự bây giờ trong đầu cháu không nghĩ được chuyện gì nữa cả. Cô hỏi thế cháu không biết trả lời sao nữa. Thế mày có định giữ lại đứa bé không? Nhưng giữ lại thì vất vả lắm, lấy gì mà nuôi? Hay là bỏ quách nó đi? Nhưng mà bỏ đi thì thất đức quá cháu ạ. Mà liệu ông Long chấp nhận thì mày có đồng ý về ở với ông Long không? Nhưng mà tính ông Long như thế, làm sao mà mày ở được? Mà liệu thằng người yêu của mày nó biết, nó có tha thứ cho mày hay không? Mà tha thứ làm sao được? Chuyện tày đình thế cơ mà. Mà kể cả nó có tha thứ cho mày đi chăng nữa, mày về ở với nó, sau này ông Long ông đi tìm mày thì mày giải thích với nó thế nào? Cũng không được. Thế bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Cô ơi, cháu xin cô đấy, cô để cho cháu sống nữa không đây? Kìa chị nghe em, chị phải sống chứ, thậm chí là phải sống tốt hơn đằng khác. Nhưng mà bố mẹ chị ở quê mà biết chuyện thì sống thế nào được? Rồi thì hàng xóm láng giềng người ta nói ra nói vào, có khi bố mẹ chị phải thoát ly mất. Chưa kể bạn bè đồng nghiệp bàn ra tán vào dị nghị, có khi lại mất việc. Mà mất việc thì lại không có tiền, không có tiền thì sống thế nào được? Đằng nào cũng chết. Em mà là chị, chị bị tự tử mất. Gì cái con này ấy, không được, phải sống. Mày quyền vớ quyền bẩn ra. Thôi, hai người để cho cháu yên đi. Cháu khổ như này chưa đủ à? Thì mọi người thương mày nên mọi người mới quan tâm, không thì... Em thấy chị vẫn phải tìm cách giải quyết đi, chứ cứ thế này em thấy không ổn đâu. Bụng nó càng to lên, lúc đấy chỉ có nước đẻ thôi chị ạ. Chuyện đến đâu thì đến. Sao người có thể làm ra cái chuyện tày đình thế nhỉ? Không biết có phải con người hay không nữa. Thú tính nó lên rồi thì suy nghĩ được gì nữa hả cô? Nhưng thôi Ngọc Anh ạ, đời đã cho mình đứa con rồi thì cố mà giữ. Bố nó có nhận hay không thì kệ, mình là mẹ, mình phải có trách nhiệm. Nhiều người ngoài kia muốn có con còn không có ấy cháu ạ. Vâng, cháu biết rồi cô ạ. Nhưng làm mẹ đơn thân vất lắm chị ạ. Người đời người ta nhìn vào lại dị nghị, rồi sau này chị muốn tìm hạnh phúc riêng nữa, người ta lại nhìn vào con chị, người ta chán, người ta lại bỏ đi. Đấy, như chị lành xóm mình đấy, suốt ngày lủ thủi một mình, vất vả, chẳng ai lo cho, chẳng ai thèm đếm xỉa đến.
Mà sao gái xóm trọ mình nó lại vất vả thế nhở? Nhìn cái lảnh ta cũng thấy thương nó quá. Giờ lại được cả mày nữa, đúng là hồng nhan thì bạc phận, rõ khổ. Đấy, cô nói cho mày nhớ, phòng thứ nhất là phòng chị Lành, phòng thứ hai là chị Ngọc Anh, tiếp theo là đến bọn cháu rồi. Có khi cô ơi, cuối tháng cô cho bọn cháu chuyển trọ nhá. Chứ bọn cháu mà làm mẹ đơn thân thì chắc bọn cháu chết. Ô, con này, mày bị điên à? Hai đứa chúng nó ở một mình thì mày như thế chứ. Ba đứa chúng mày ở với nhau, ai dám làm gì mà chết? Không chuyển đi đâu hết cả, ở đây. Không biết kiếp trước cháu đã làm nên tội nên tình gì mà kiếp này cháu khổ thế này không biết nữa. Thôi chị ạ, à, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, giờ mình chỉ biết cố gắng, chứ làm thế nào được nữa. Chị cảm ơn nhá. Mà cô bảo này, hay là mày đi khám đi, xem được mấy tuần rồi, nó phát triển có khỏe mạnh hay không, mình biết được mà bồi bổ chăm sóc cháu ạ. Dạ, cháu biết rồi cô ạ, cháu cũng đang định đi khám đây. Thôi mọi người ngồi nói chuyện nhá, cháu đi trước. Chị đi cẩn thận nhá. Mà có chúng mày nữa, con gái con nữa thì phải biết giữ cái thân. Nhìn gương chúng nó đấy, rõ khổ ở đâu ạ. Nhớ chưa? Bọn cháu biết rồi. Cô. Ui, cháu vừa mới gặp chị Ngọc Anh đi ra ngoài. Chị đi đâu ấy cô? Đi khám thai chứ còn đi đâu nữa. Khám thai á? Chả thế, nãy tao với cô Tuyết phải làm tư tưởng mãi đấy. Mặc dù chả ưa bà Ngọc Anh đâu, nhưng mà nhìn mệt mỏi rũ rượi, tao cũng thấy thương. Ừ, công nhận thương thật. Đi qua tao, bái cứ như người mất hồn ấy, chả biết gì cả. Khổ thân con bé, nghĩ cũng thấy tội tội. Bà Tuyết, cho xin cốc trà đá. Nước đây. Nhìn mặt con thì hãm rồi. Cái bà này buồn cười nhở. Tôi làm gì bà đâu mà sao bà tỏ thái độ với tôi thế? Làm gì thì ông tự biết. Mà hai cái đứa này nhìn thấy tao mà không biết mở mồm ra chào một câu à? Hả? Bác đừng có mà nói chuyện với cháu. Cả cháu nữa, cháu không bắt chuyện với bác đâu. Này, tao lại vả cho chúng mày một cái bây giờ chứ lại. Thế chúng nó nói sai à? Ông là cái thằng hèn, dám làm mà không dám chịu. Bà bị điên à? Tôi làm cái gì mà tôi không dám chịu? Làm cho con nhà người ta có bầu sao không chịu trách nhiệm? Thế không phải là thằng hèn à? Đúng. Thằng này bựa phường thật. Thế nhưng cũng không phải là cái loại dám làm không dám chịu nhá. Chuyện của con Ngọc Anh tôi chẳng biết một cái gì cả. Tự nhiên bảo tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm cái gì? Hả? Ông định kể chuyện cười cho trẻ con nó nghe đấy à? Chuyện nó rành rành ra đấy rồi còn cãi. Đúng là đồ đàn bà. Đồ tiểu nhân. Chô chẽn. Rồi. Nhưng mà mọi người cũng một vừa hai phải thôi. Sức chịu đựng của con người nó cũng có giới hạn. Mọi chuyện chưa rõ ràng thì đừng đánh giá người khác. Còn bà Tuyết này, bà đã coi tôi là một người như thế thì tôi cũng chẳng cần phải ở lại đây làm cái gì nữa. Bà tính tiền phòng đi. Cuối tháng tôi đưa tiền cho. Tôi đi chỗ khác. Thế thôi. Chào mọi người. Mà tao nghe trong lời nói của ông Long có vẻ bức xúc lắm. Đúng rồi đấy cô ạ, cháu cũng thấy sao sao ấy. Sao chăng cái gì? Người xấu có bao giờ nhận mình làm việc xấu đâu. Hài cổ cháu mày. Có khi nào ông Long ông không làm gì cái Ngọc Anh thật không nhỉ? Ừ. Mà tao thấy bác Long cũng thân thiện mà hay giúp đỡ mọi người mà. Đừng có mà để bị lừa. Diễn đây, giả tạo thôi. Giả thật thật giả, tao cũng chả quan tâm, không phải việc của tao. Tao đi tắm đây. Cháu đi tắm đây cô ạ. Còn bên này dễ tin người quá. Ra đời mà dễ tin người thế thì hay bị lợi dụng lắm. Ở với cháu bao lâu thế? Thế mà chả học được cái gì cả. Mà chuyện đúng sai thế nào thì cũng chỉ thương con Ngọc Anh thôi. Mày ơi tao đây. Tao đang ở viện rồi.
Nhưng mà tao lo lắm. Hay mày đến đây với tao đi. Tao không biết bao giờ mới đến lượt nữa. Ôi, tao không biết làm nào cả mày ạ. À. Ồ. Nguyễn Lộc ơi. À, dạ, cháu đây ạ. À. Thế đó mày nhá, có gì để tao vào rồi tao gọi điện lại cho mày sau. Tuyết ơi, Linh ơi. Ôi dồi ôi, cái con kia, bụng mang dạ chửa thì từ từ mà đi thôi. Sao mày cứ chạy ầm ầm ra thế? Mà chị vào đây ngồi đi đã. Ngồi xuống. Thế kết quả thế nào rồi? Mày nói cô nghe xem nào. Sao mặt phấn khởi thế? Dạ, cháu vừa đi khám về thì bác sĩ bảo... Bảo làm sao? Chị nói nhanh lên, nồi hộp quá. Bác sĩ bảo là cháu không có bầu. Không có bầu. Ô. Thế là bị làm sao hả chị? Thì bác sĩ bảo chị bị rối loạn nội tiết tố do stress và làm việc quá sức dẫn đến bị chậm. Còn buồn nôn là do chị bị trào ngược dạ dày giai đoạn đầu nên mới thành ra như vậy ấy. Chứ còn cháu không có cô ạ. Ui giời ơi. Thế mà mày làm loại cái xóm này cả mấy ngày hôm nay rồi. Thôi thì từ bây giờ ạ, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, mà làm việc nó ít thôi nhá. Dạ, cháu biết rồi cô ạ. Ơ thế nhưng mà chú Long đâu rồi cô? Bác Long vừa lấy xe đi làm rồi chị ạ. À đấy, nói mới nhớ, cô cháu mình lại trách nhầm lão ấy rồi. Có khi tối mấy cô cháu phải mời lão bữa bia. Không lão mà tự ái lão bỏ đi thì ta lại mất thu nhập. Tất cả là tại mày đấy. Chưa đâu vào đâu mà đã ẩm hết cả lên. Mày phải có trách nhiệm cho chuyện này. Tối hôm nay tiền bia mày đi mà trả. Trả thì trả, nhưng mà cũng là do mọi người nhiều chuyện nữa, chứ không phải do mình cháu đâu. Alo. Ai đấy? Cái gì?